thiên đạo đồ thư quán, Trương Huyền. chương 826 là chân hạ, hai, hắn nếu có thể thành công, mặt trời cũng xuất hiện từ phía tây. Vương trưởng lão, gấp gáp như vậy làm gì, nhiều người sông trận hải, đối với học sinh của ngươi cũng là chuyện tốt. Trịnh hội trưởng lắc đầu, nếu như hắn có thể xông qua, tất nhiên là chuyện tốt. Ngươi xem lại thần thái này, không thông qua, chẳng phải cũng tạo thành áp lực tâm lý cho học trò ta sao? Phía sau còn xông qua thế nào?" Vương Hạo Huân bực bội nói. Sông vào trận hải không chỉ cần có lý giải và kỹ xảo đối với trận pháp, tâm cảnh cũng rất quan trọng. Nếu không, gặp phải huyễn trận các loại, rất dễ dàng suy sụp, sẽ bị nhân lúc yếu mà xông vào. Người cùng nhau xông qua ải, thành tích tốt, học sinh của mình được cổ vũ, có lẽ cũng có thể được thành tích tốt. Thành tích quá kém, tâm lý chịu ảnh hưởng, khẳng định cũng sẽ không nhận được kết quả tốt có thể để cho hắn chen ngang sông vào trận hải, tất nhiên là biết một ít đối với thực lực của hắn. Yên tâm đi. An ủi một câu, trịnh hội trưởng còn chưa nói dứt lời, chỉ thấy trước mắt cây dài hương đầu tiên lắc lư một cái, trực tiếp tắt lịm. Cái này gọi là trận hải hương, là phối hợp với hành lang trận hải chế luyện thành. Chỉ cần có người sông qua ải, lại sẽ tự động đốt lên. Cả cây hương, từ lúc đốt lên đến lúc kết thúc vừa vặn một canh giờ. Trong khoảng thời gian này, không tự động tắt, lại đại biểu người xông qua ải, không phá trận thành công. Còn ngược lại, đã nói rõ thông qua cửa sát hạch này. Tự động tắt, trận pháp bên trong cũng sẽ tự động đóng lại. Chính vì vậy, học trường mới nói, cho dù bị nhốt, không có cách nào đi ra, cũng sẽ không có lo lắng về sinh mạng. Trận hải hương, đại biểu thời gian, cũng có thể khống chế trận pháp đóng mở ra, tổng cộng có 4 cây, biểu thị 4 cửa ải trong hành lang. Hiện tại cây hương đầu tiên tắt, nói rõ có người thông qua cửa sát hạch thứ nhất như thế nào thuận lợi qua cửa ải còn có cái gì để nói liếc mắt thoáng nhìn trịnh hội trưởng cười nói hư học cho ta tiến vào trong sớm hơn so với hắn nhiều như vậy là bọn họ xông qua cũng chưa biết chừng vương hảo huân khẽ nói audio điện tử võ tấn bền hương tắt đại biểu có người xông qua ải thành công cụ thể là ai sẽ không hiện ra Người kia mệt mỏi muốn ngủ, mới vừa đi vào một hồi, tối đa 2 phút, làm sao có thể thành công? Nhất định là học sinh nào đó của hắn. Điều này cũng có khả năng. Trịnh hội trưởng sửng sốt, cũng gật đầu. Tuy rằng hắn thấy tốc độ Trương Huyền bày trận rất nhanh, có thể phá trận như thế nào, chưa từng thấy qua. Hắn không dám xác định. Cho dù cửa thứ nhất là trận pháp nhất cấp, hắn cũng không có khả năng loại bỏ trong thời gian ngắn như vậy, huống gì đối phương nếu như là học sinh của ngươi nếu thông qua thì càng không cần lo lắng lắc đầu trịnh hội trưởng mỉm cười hắn còn chưa nói dứt lời chỉ thấy trước mắt cây hương dài thứ hai cũng lắc lư một cái đột nhiên tắt thông qua cửa thứ hai hắn bị dọa cho giật mình lúc này mới thông qua cửa thứ nhất chưa đủ một phút cửa thứ hai cũng qua làm sao có thể nhanh như vậy đây là học sinh của ngươi khuôn mặt cổ quái trịnh hội trưởng không nhịn được nói. Sắc mặt vương hảo huân cứng đờ. Học sinh của mình có trình độ thực lực thế nào, hắn biết rất rõ ràng. Cho dù có thể qua cửa ải, cũng ít nhất phải 10, 20 phút, thậm chí thời gian dài hơn mới được. Không tới một phút, ngay cả trận pháp chưa khởi động qua thế nào, lại phá trận ra. Điều này cũng quá nhanh đi. Giang giác, đang do dự, lại thấy trước mắt cây hương dài thứ ba cũng lắc lư một cái, trực tiếp tắt. Cửa thứ ba cũng qua. Vương Hạo Huân thiếu chút nữa thì lập tức sợ tới phát khóc. Lúc này cho dù lại ôm kỳ vọng rất lớn, hắn cũng biết, tuyệt đối không phải là ba người, học sinh kia của mình có thể làm được. Ba người này, một người trùng kích trận pháp sư nhị tinh, hai người trùng kích nhất tinh. Người trước mắt, cửa thứ ba cũng dễ dàng tiến lên, chỉ nói rõ, xông qua ải là do người khác. Là người vừa mới vào kia. Mắt trợn chừng vương hảo huân và trịnh hội trưởng ở bên cạnh nhìn nhau đều cảm thấy có chút phát điên không phải xông qua cửa thứ ba kỳ quái mà là tốc độ quá nhanh cửa thứ nhất cửa thứ hai đơn giản dễ dàng loại trừ nói cũng có thể còn nghe được nhưng đến cửa thứ ba đều do linh thạch khởi động cho dù bọn họ muốn phá cũng không thể dễ dàng như vậy nhanh như vậy liên tiếp không ngừng rốt cuộc làm sao làm được ba cửa ải thông qua nhanh như vậy người này sẽ không phải ngay cả cửa thứ tư cũng có thể thông qua chứ. Sau khi hết khiếp sợ, bọn họ đồng loạt nhìn về phía một cây hương dài cuối cùng. Cây này này đại biểu cho cửa thứ tư, cũng đại biểu cho trận pháp tứ cấp. Nếu như ngay cả cái này cũng thông qua, thật sự lại đáng sợ. Một người chưa đủ 20 tuổi làm trận pháp sư tứ tinh. Mấu chốt nhất chính là tốc độ sông qua ải nhanh như vậy, đối với trận pháp phải có hiểu rõ sâu tới mức nào mới có thể làm được đổi lại thành trước đây, nghĩ bọn họ cũng không dám nghĩ. Ông, đang nghi ngờ, chỉ thấy cây hương dài thứ tư lắc lư một cái, thoạt nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt. Chỉ có điều, đến cuối cùng vẫn ngừng lại, một lần nữa thiêu đốt. Không tắt, xem ra cửa thứ tư không thông qua, trận pháp tứ tinh cũng không phải dễ dàng thông qua như vậy. Nhìn thấy được cây hương dài lắc lư, lại không tắt, biết người ở bên trong, nhất định là đang nỗ lực vượt qua ải, không thành công. Vương Hảo Huân lắc đầu. Vừa rồi, người kia xông qua ải tốc độ quá nhanh, do hắn khiếp sợ, còn tưởng rằng ngay cả trận pháp tứ cấp cũng có thể dễ dàng đột phá. Hiện tại xem ra, không dễ dàng như vậy. Cũng đúng, trận pháp tứ cấp, cho dù là hắn, cũng không dám bảo đảm mỗi một lần đều có thể phá vỡ, huống gì một tiểu tử còn chưa đủ 20 tuổi. Nếu là như vậy, cũng thật sự quá nghịch thiên. Lần sát hạch đầu tiên, liền trở thành trận pháp sư tam tinh, cũng coi như không tệ. Trịnh hội trưởng cũng sững sờ, thoáng có chút thất vọng. Nhìn tốc độ người kia bố trí tụ linh trận nhị tinh, hắn vốn tưởng rằng lý giải đối với trận pháp không kém gì mình. Hiện tại xem ra, vẫn kém một ít. Chỉ có điều, trẻ tuổi như vậy, lại đạt được tam tinh, sau đó cố gắng bồi dưỡng, trùng kích tứ tinh, thậm chí ngũ tinh cũng không phải là không thể được. Cửa thứ tư không thông qua, xem ra, Trương sư cũng không phải là vạn năng phía sau lưng hai người, tái các chủ nhìn thấy được cây hương thứ tư không tắt, cũng lắc đầu. Trước đó còn tưởng rằng người này sông trận hải, sẽ giống như lưu thương khúc thủy, gây ra một động tĩnh lớn. Hiện tại xem ra, mình quá lo lắng. Bằng chừng ấy tuổi, thân là danh sư, lại tinh thông giám bảo, cũng rất nghịch thiên. Nếu nói ngay cả trận pháp sư cũng có thể đạt được tứ tinh, cho dù hắn cũng cảm thấy có chút không dám tin tưởng. Âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn đang muốn đi tới đầu lối vào hành lang nhìn, chờ người thanh niên này đi ra, lại cảm thấy mặt đất lắc lư một hồi. Âm âm âm, một âm thanh giống như cối say nghiền ép vang lên, giống như địa chấn. Thế nào vậy? Khuôn mặt trầm xuống, tất cả mọi người đều quan sát xung quanh. Ngay cả trịnh hội trưởng cũng nhân mày lại, không biết chuyện gì xảy ra. Vù, đang nghi ngờ, cảm giác ôn hòa trong toàn bộ đại điện, lập tức biến mất bắt đầu cảm giác ớn lạnh của mùa đông đập vào mặt. Răng rác, cùng thời khắc đó, cây hương dài thứ tư trước mắt đột nhiên tắt. Ngay sau đó phía dưới lư hương, một tiếng động vang lên, tách ra một lỗ thủng lớn. Là, trận hải duy trì hành lang, trận pháp tứ quý như xuân của nghiệp đoàn bị người. Phá, nhìn thấy được điều này, trước mắt trịnh hội trưởng tối sầm, thiếu chút nữa thì phun ra một ngụm máu. Hành lang trận hải có vô số trận pháp, những trận pháp này mặc dù có thể ngẫu nhiên phát ra, cần phải có đại trận duy trì. Mà đại trận này, cùng trận pháp tứ quý như Xuân duy trì nghiệp đoàn, cùng là một. Hiện tại cảm giác ôn hòa biến mất, lưu hương dạn nứt. Chỉ có một loại khả năng, đó chính là trận pháp này, không lại vận chuyển nữa, bị người phá. Đây chính là đại trận ngũ cấp, trước đây tổng bộ phái cường giả đặc biệt tới bố trí. Ai làm vậy? Trong nháy mắt, Tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt phát điên. Chẳng lẽ là Trương sư? Thân thể run rẩy, trong đầu Trịnh hội trưởng và tái các chủ xuất hiện một bóng dáng. Trung tâm của đại trận này lại ở sâu bên trong hành lang trận hải. Hiện tại chỉ có người này xông đến cửa thứ tư, tới gần đó. Trừ hắn ra, cũng suy nghĩ không ra rốt cuộc ai có thể làm được. Nếu quả thật là hắn, trận pháp này rốt cuộc phá như thế nào, lại dùng phương pháp gì? vẻ mặt trịnh hội trưởng dại ra. Phá trận, phải có kỹ xảo. Suốt cuộc là kỹ xảo gì, có thể khiến cho tốc độ phá trận của hắn nhanh như vậy. Thậm chí ngay cả, trận pháp ngũ cấp đều có thể phá được. Đang khiếp sợ, hắn lại thấy có mấy bóng người đi ra. Chính là ba học sinh trước đó tiến vào sát hạch. Đại trận duy trì hành lang vận chuyển bị phá hỏng, cũng lại không có cách nào tiếp tục sát hạch nữa. Bọn họ tiếp tục ở lại cũng vô dụng, đều đi ra. Chuyện gì xảy ra? Vương Hảo Huân nghênh đón. Người mới vừa đi vào kia, phá tất cả trận pháp. Học trưởng run rẩy một chút, nói. Phá tất cả, nhanh như vậy sao? Trịnh hội trưởng không nhịn được đi về phía trước. Hắn rốt cuộc là phá như thế nào? Sử dụng trận pháp truy tinh phá của Hồng Bắc Đại Tông Sư, trận pháp tầm khí phá của Nam Dương Đại Tông Sư, hay trận pháp xúc lực phá của Tái Dương Tiền Bối, trận pháp sư ngũ hành lưu lại. Cũng chỉ có ba dạng này, mới có thể có tốc độ nhanh như vậy. A, à, hội trưởng, thấy thân phận người cao nhất của nghiệp đoàn tự mình hỏi hắn, học trưởng bị dọa cho giật mình, sắc mặt nhất thời trắng bệch. Hồi bẩm hội trưởng, hắn, hắn đều không có sử dụng ba dạng này. Không sử dụng, vậy sử dụng cái gì? Đây đã là phương pháp phá trận cao minh nhất ta biết được. Trịnh hội trưởng nhân mày lại, đây đã là phương pháp phá trận lợi hại nhất hắn biết được chẳng lẽ còn có cái gì hắn không biết. Hắn dùng chính là vẻ mặt học trưởng vặn vẹo, đầy suy sụp và điên cuồng. Là chân, chương 827, chuyển trận Pháp Sư Tứ Tinh một Chân, trịnh hội trưởng, vương hảo huân đồng thời sửng sốt, đầy mơ hồ. Có phương pháp phá trận nào là chân, sao? Đúng, từ cửa thứ nhất đến cửa thứ tư, gặp phải trận Pháp, một cước một, sau đó, sau đó, lại. Qua cửa ải học trưởng nói. Một cước một, ý của ngươi là, sử dụng chân đá, phá trận pháp. Trịnh hội trưởng, vương hạo huân thiếu chút nữa thì lập tức nôn ra máu. Đúng, học trưởng gật đầu. Hai đại trận pháp sư tứ tinh đưa mắt nhìn nhau. Đúng, đúng mọi ngươi à. Còn có loại phương pháp phá trận này sao? Thế nào chưa từng nghe nói qua? Học trưởng nói không sai. Hắn là một cước một. Hai chúng ta cũng tận mắt nhìn thấy. Thấy hội trưởng và lão sư không quá tin tưởng, hai người học đệ tiến lên chứng minh. Có phải là hắn vận khí quá tốt, gặp phải trận pháp cũng tương đối nông cạn đơn giản hay không? Thấy tất cả đều nói như vậy, Vương Hạo Huân biết chắc hẳn không phải là lời nói dối, không nhịn được nói. Xông vào trận hải, kích hoạt trận pháp là ngẫu nhiên. Bởi vậy, vận khí sẽ chiếm một phần rất lớn, thông qua bốn cửa ải nhanh như vậy, hoàn toàn không có chút dừng lại sẽ không phải gặp phải trận pháp đều yếu nhất trong cùng cấp bậc giải quyết tương đối dễ dàng chứ vận khí tốt ba người đồng thời co rút lại chưa thấy qua người xui xẻo như vậy cửa thứ nhất gặp phải vân hải khốn trận sau đó cửa thứ hai là huyễn trận cửa thứ ba là thanh hồng phi hoa trận vân hải khốn trận huyễn trận thanh hồng phi hoa trận chỉ nghe ba cửa ải đầu hai vị trận pháp sư tứ tình thiếu chút nữa thì ngã xuống đất đây đều là trận pháp vô địch nhất trong cùng cấp bậc. Một người đồng thời gặp phải, thật hay giả vậy? Phải có bao nhiêu xui xẻo mới có khả năng xui xẻo như vậy? Mấu chốt nhất chính là gặp phải những trận pháp này, còn có thể thông qua cửa ải nhanh như vậy. Thậm chí còn có thời gian phá hỏng đại trận duy trì nghiệp đoàn vận chuyển. Cửa thứ tư là cái gì? Trịnh hội trưởng vội vàng nhìn qua. Có phải là cửa thứ tư tương đối đơn giản hay không? Nếu như ta không nhìn lầm chắc là, túy tâm mê sát trận. Học trưởng nói, túy tâm mê sát trận, trận pháp tứ tinh đỉnh phong do mê trận, sát trận dung hợp thành. Trịnh hội trưởng thất thanh, còn tưởng rằng ba cửa ải trước đủ xui xẻo, cửa ải cuối cùng vận khí sẽ tốt hơn một chút. Không nghĩ tới gặp phải cái này. Đây tuyệt đối được cho là trận pháp kinh khủng nhất trong trận hải. Trận pháp bình thường, hoặc là mê trận, hoặc là huyến trận, sát trận, khốn trận. Cơ bản đều chỉ có một. Cái này lại dung hợp mê trận, sát trận làm một. Cũng chính là rơi vào trong đó, trước hết khiến người bị mê hoặc, sau đó loại bỏ. Loại trận pháp đáng sợ này, hắn rơi vào trong đó cũng khó bảo đảm có thể còn mạng sống. Đối phương không chỉ không có việc gì, còn muốn phá trận pháp, tiện thể tiêu diệt luôn đại trận của nghiệp đoàn. Có cần hung ác như vậy hay không? Đúng vậy, sau khi rơi vào trận pháp, ta thấy thần trí của hắn chịu ảnh hưởng còn tưởng rằng không có cách nào phá giải. Kết quả, liên tục hai cước, túy tâm mê sát trận tan vỡ. Ngay sau đó, đại trận duy trì nghiệp đoàn cũng bị phá, không có cách nào tiến hành sát hạch, chúng ta không thể làm gì khác hơn là rời khỏi đó. Học trưởng giải thích, trận pháp tứ cấp đỉnh phong, ngũ cấp cũng có thể sử dụng chân phá hỏng. Trịnh hội trưởng, Vương Hạo Huân cảm thấy nhân sinh quan, giá trị quan của bản thân mình hoàn toàn đổ nát tai các chủ ở một bên cũng che chán. Vốn tưởng rằng trương sư qua, sẽ yên tĩnh một ít, không khoa trương giống như lưu thương khúc thủy vậy. Xem ra, ý nghĩ này vẫn quá ngây thơ rồi. Người này đi tới tơi nào, không làm ra vài chuyện, thì không cam lòng. Mọi người chấn động kinh ngạc thì chấn động kinh ngạc, u oán thì u oán, lại thấy nhân vật chính xoay quanh trong đầu bọn họ, từ hành lang đi ra. Thật ra thời khắc này, trong lòng Trương Huyền cũng có chút khẩn trương. Đối với hắn mà nói, ba cửa ải đầu vô cùng đơn giản, thậm chí cũng không cần đồ thư quán, mắt Minh Lý chiếu một cái, dễ dàng tìm được chỗ cốt lõi trận pháp vận chuyển, một cước đạp cho nó dừng lại. Nhưng cửa ải cuối cùng lại không dễ dàng như vậy. Mê sát trận tứ tinh đỉnh phong, nếu không phải mức độ tâm cảnh của hắn đạt được 12.0, có thể so sánh với danh sư tứ tinh, sợ rằng vừa tiến vào trong đó đã bị hoàn toàn mê huyễn, chết cũng không biết chết như thế nào. Thời khắc mấu chốt, hắn vận dụng lực lượng đồ thư quán tìm được hai nơi thiếu hụt lúc đó biết quá mức nguy hiểm hắn không kịp phân tích ngọn nguồn sự việc ra sao xông lên một cước một đã cho hai trận pháp đều dừng lại lúc này mới tránh thoát một kiếp xem ra sau này vẫn không nên đi trêu chọc trận pháp đã ngoài tứ cấp nghĩ đến việc vừa trải qua hắn vẫn cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng vừa rồi nếu không phải mức độ tâm cảnh cao khẳng định hắn đã sớm bị mê hoặc sau đó bị giết chết một trận pháp tứ tinh lại đáng sợ như thế, cao cấp hơn, chẳng phải càng lợi hại hơn sao. Vốn tưởng rằng có mắt minh lý, thiên đạo đồ thư quán, trận pháp đối với hắn mà nói chính là trang trí. Hiện tại xem ra, không đơn giản như vậy. Trận pháp lợi hại, còn không có đợi người phản ứng, lại giết chết ngươi. Thủ đoạn lớn hơn nữa, biết nhiều chỗ thiếu hụt hơn nữa, cũng vô ích. Trương sư, ngươi, đã phát tất cả trận pháp. Làm ra quyết định, hắn đã thấy trịnh hội trưởng, tái các chủ đi tới, vẻ mặt kính nể, e sợ. chương 828, chuẩn trận Pháp Sư Tứ Tinh 2 Chỉ là dừng lại, trương huyền lắc đầu. Phá trận là chỉ loại trừ trận Pháp, trận cơ hỏng, cho dù sau này muốn vận chuyển, cũng sẽ rất khó. Dừng lại thì khác, chỉ là tạm ngừng vận chuyển, có chút cùng loại với không kích hoạt trận Pháp, muốn nó phát huy tác dụng, trong nháy mắt có thể làm được. Nói trắng ra, là hủy diệt căn cơ, khác với không hủy diệt căn cơ. Phá trận, tương đương với phá tan trận pháp, dừng, là phương pháp đặc biệt, khiến cho nó không làm việc, ở bề ngoài nhìn hiệu quả không khác nhau, trên thực tế lại có bản chất khác biệt. Dừng, đám người trịnh hội trưởng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu thật sự xông qua cửa ải một lần, không chỉ hủy đi trận pháp tứ cấp mạnh nhất trận hải, thậm chí ngay cả đại trận của nghiệp đoàn cũng làm hỏng, cho dù hắn là hội trưởng cũng không có cách nào ăn nói được ta xông qua trận hải có tính là trở thành trận pháp sư chính thức hay không giải thích xong trương huyền hỏi không biết trương sư hiện tại thực lực chính xác là không trả lời câu hỏi của hắn trịnh hội trưởng nhìn qua ta là nửa bước hóa phàm chỉ có điều không có gì bất ngờ xảy ra chắc hẳn là hai ngày tới lại có thể đột phá đến hóa phàm nhất trọng trương huyền nói có công pháp thiên đạo hóa phàm nhất trọng, chỉ cần tìm được tụ linh trận, chắc hẳn là rất nhanh lại có thể đột phá. Cho nên hắn sớm nói một chút, để tránh hai ngày nữa tu vi tăng lên quá nhiều khiến cho bọn họ sợ hãi. Trận pháp sư tứ tinh, cần phải có thực lực đã ngoài hóa phàm tam trọng mới có khả năng xin. Thực lực như vậy là không đủ tiêu chuẩn. Trịnh hội trưởng nhăn mày lại. Giống như trước đó hắn nhìn ra được, vị trước mắt này, ngay cả hóa phàm cũng chưa từng đạt được. Muốn trở thành trận pháp sư tứ tinh, không có khả năng. Trận pháp sư là chức nghiệp thượng cửu lưu, giống như danh sư, yêu cầu cực cao đối với thực lực. Không có thực lực tương xứng, là không có khả năng ban tặng đẳng cấp này. Như vậy đi, Trường sư, ta tạm thời cho ngươi một huy hiệu chuyển trận pháp sư tứ tinh, cũng báo cáo chuyện này lên tổng hội. Nếu như có thể nhận được phê chuẩn đặc biệt, sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ có điều, cho dù không cho phép, dựa vào thiên phú của ngươi trước 30 tuổi cũng có thể dễ dàng trùng kích hóa phàm tam trọng thành công. Đến lúc đó, không cần sát hạch lần thứ hai, cũng có thể tự động thăng cấp. Một lát sau, trịnh hội trưởng nói. Huy hiệu chuẩn tứ tinh. Trương huyền kỳ quái. Còn có loại huy hiệu cấp bậc như vậy sao? Đúng vậy, cái này là phương pháp xử lý có thể thông qua sát hạch tứ tinh, tu vi lại không đạt được. Nghiệp đoàn khác đều không khác biệt lắm. Chỉ có một số ít chức nghiệp không yêu cầu về thực lực, không cần phiền toái như vậy, có thể trực tiếp xác định đẳng cấp." Trịnh hội trưởng nói, "Giống như giám bảo sư không yêu cầu thực lực, thông qua sát hạch trực tiếp cho huy hiệu ngũ tinh. Chuẩn tứ tinh cũng được, vậy có thể cho ta trận đồ và cờ trận tụ linh trận cấp bậc tứ tinh hay không?" Hắn sát hạch trận pháp sư, chủ yếu vì thứ này. Hiện tại cũng là chuẩn tứ tinh, hẳn là có tư cách nhận lấy. "Ừ, chờ." Thấy hắn nhanh như vậy lại muốn hai thứ này, trịnh hội trưởng cười khổ một tiếng lắc đầu, xoay người căn dặn một câu. Tiểu ngũ xoay người rời khỏi. Thời gian không lâu, hắn cầm một ngọc bài và trận cơ, cờ trận đưa đến trước mặt. Đây là trận đồ của tụ linh trận tứ tinh. Người xem xong, thu nhận sử dụng là được, ngàn vạn lần không nên truyền ra ngoài. Ngọc bài được đưa tới. Trương Huyền gật đầu, ngón tay tiếp xúc với ngọc bài, tinh thần tiến vào trong đó. Quả nhiên, nhìn thấy được một tờ giấy bố trí trận pháp, thậm chí còn nói rõ kỹ càng tỉ mỉ phương pháp xử lý ở địa phương khác nhau. Ừ, không đúng, tụ linh trận này một lần chỉ có thể tập trung lại linh khí của 10 khối linh thạch. Xem xong giới thiệu và nội dung trong đó, sắc mặt Trương Huyền khó coi. Tụ linh trận này xem như là không tầm thường, chỉ có điều, một lần cũng chỉ có thể tập trung lại linh khí của 10 khối linh thạch, nhiều hơn nữa lại không làm được. 10 cái, đối với người khác mà nói, có thể là rất nhiều nhưng đối với hắn mà nói, cũng có chút yếu. Một khối linh thạch ngay cả hai lần hít thở cũng kiên trì không được, đã bị nghiền nát. Cho dù 10 cái, thời gian kiên trì lâu hơn một chút, cũng chỉ là 20 lần hít thở mà thôi. So với trước khác nhau lớn tới mức nào. Vẫn không phải cũng như vậy, cần phải vừa trùng kích cảnh giới, vừa lăn qua lăn lại với linh thạch sao? Có thể một lần tập trung lại linh khí của 10 khối linh thạch, đã là tụ linh trận cao minh nhất của nghiệp đoàn chúng ta cường giả hóa phàm tứ trọng tu luyện, cũng duy trì đầy đủ. Trương sư lẽ nào cảm thấy còn chưa đủ? Trịnh hội trưởng nhân mày lại. Tụ linh trận tứ cấp, ở trong phạm vi liên minh vạn quốc, xem như là đẳng cấp cao nhất. Tu vi không đạt được, rất khó bố trí. Hắn còn cảm thấy cấp bậc thấp, lại thật sự không có biện pháp. Có, trận pháp đặt bao nhiêu linh thạch tiến vào trong, đều có thể tập trung lại linh khí đi ra hay không? Có chút do so dự, Trương Huyền không nhịn được nói hắn trùng kích hóa phàm nhất trọng, cần số lượng linh thạch lớn. Một lần chỉ có thể sử dụng 10 cái, thật sự quá lãng phí thời gian. Tốt nhất là có thể một lần đặt đầy đủ linh thạch cần thiết vào trận pháp, không đến mức trên đường tu luyện gặp phải phiền phức. Thật giống như bình xăng ô tô, kích thước bằng chén trà, cho dù trên đường chạm xăng dầu nhiều hơn nữa, cũng đủ phiền phức, không có cách nào chạy đi. Đổi lại thành kích thước như vậy nước, cũng rất rõ ràng thoải mái hơn không ít. Tùy tiện đặt bao nhiêu, khóe miệng trịnh hội trưởng giật một cái. Có thì có, chỉ có điều, đó là tụ linh trận ngũ cấp, hơn nữa, chỉ có trận đồ, không có cờ trận, trận cơ. Nghiệp đoàn trận Pháp Sư ở Hồng Hải Thành, cấp bậc cao nhất là trịnh hội trưởng, chỉ có tứ tinh đỉnh phong, không bố trí ra được trận Pháp ngũ cấp, tất nhiên cũng sẽ không chuẩn bị đồ cho trận Pháp ngũ cấp. Huống gì mấy thứ này giá trị cực cao, cấp bậc không đạt được, muốn mua, cũng không có phương pháp. Chỉ có trận đồ chân mày Trương Huyền nhíu lại thành một đoàn. Lẽ nào suy nghĩ cả nửa ngày, lại là sát hạch, lại là sông qua ải, đến cuối cùng vẫn là giỏ trúc múc nước công dã tràng. Chỉ lấy được một tụ linh trận vô nghĩa như vậy. Thực sự như vậy, cũng quá gải bẫy. chương 829, Ngọc Huyết nhận chủ một Đúng vậy, trịnh hội trưởng gật đầu. Cái trận đồ này, vẫn là trước đây thời điểm xây dựng nghiệp đoàn, một vị trận pháp sư ngũ tinh lưu lại. Nếu không, nghiệp đoàn cấp bậc tứ tinh, muốn trận đồ ngũ cấp, cần phải sớm xin về phía tổng bộ, cũng không nhất định có thể có được. Trận đồ của trận pháp sư, giống như phương pháp luyện đan của luyện đan sư, cấp bậc gì, nắm giữ cấp bậc gì, thực lực không đạt được, tiếp xúc quá sớm, chỉ biết hại mình. Bởi vậy, tổng bộ có quy định rõ ràng, Hồng Hải thành loại phân bộ cấp bậc tứ tinh này, tối đa chỉ có thể bảo tồn trận pháp tứ cấp. Muốn cấp bậc cao hơn, cần phải sớm xin, tốn cái giá nhất định phải trả, mới có khả năng có được. Hơn nữa, nhận được vẫn chỉ là ngũ cấp đơn giản nhất, cao thâm hơn, chỉ có tiến vào phân bộ cấp bậc cao hơn mới có tư cách học được. Ngay cả trận đồ cũng phiền toái như vậy, càng chưa nói tới trận cơ, cờ trận. Chẳng lẽ còn phải đi tới nghiệp đoàn trận pháp sư cấp bậc cao hơn? Có cần hãm hại như thế hay không? Làm nửa ngày không có trận đồ, trận cơ, cũng không thể tay không bố trí. Trận pháp cấp bậc càng cao Uy lực càng mạnh, yêu cầu đối với hai thứ này cũng lại càng lớn, bất kể là chất liệu hay phương pháp luyện chế, đều có yêu cầu không thể thay đổi. Trung quy không thể vì một tụ linh trận, lại chạy đến nghiệp đoàn luyện khí sư học tập luyện khí. Trước đó không nói thời gian chậm trễ, nghiệp đoàn luyện khí sư của Hồng Hải Thành, nói vậy cũng sẽ giống như nghiệp đoàn trận pháp này, không vượt quá tứ tinh. Cho dù học, cũng chưa chắc có thể tìm tới chất liệu, ngọn lửa, phương pháp rèn. Rèn luyện ra vật phẩm thích hợp, xoa xoa mi tâm, vẻ mặt Trương Huyền phiền muộn. Còn tưởng rằng chuyện lại mua một tụ linh trận, đơn giản vui vẻ, một hồi là có thể kết thúc. Dù thế nào cũng không nghĩ tới, rằng có vài canh giờ, cũng không có giải quyết được. Thật ra, không có trận cơ, cờ trận cũng có thể bố trí trận pháp ngũ cấp. Vương Hảo Huân trưởng lão ở một bên, nghĩ tới điều gì, nói xen vào. Ừ, Trương Huyền sửng sốt. Thông qua học tập, hắn biết, muốn bày trận, phải có hai thứ này. Đây là quy định không thể thay đổi, không có cách nào thay đổi, chẳng lẽ còn có phương pháp khác? Ngươi là nói? Trịnh hội trưởng giống như là nhớ ra cái gì đó, nói được phân nửa, lập tức lắc đầu. Không thể hoàn thành như vậy được, đùa gì thế? Thế nào? Thấy hai người giống như đánh đố, Trương Huyền không nhịn được nhìn qua. Hắn nói là, khắc trận bàn. Trịnh hội trưởng cười khổ Khác trận bàn so với bảy trận càng khó hơn, không đạt được cấp bậc ngũ tinh, tuyệt đối không thể thành công. Trận bàn, Trương Huyền sửng sốt, đúng vậy, hắn thế nào không nghĩ tới. Trận bàn là ở trên vật chất đặc biệt, khác ra đường vân, thay thế cờ trận, trận cơ, tất nhiên không cần hai thứ đồ này. Cho dù không nói những điều này, trận bàn trắng để khắc trận pháp ngũ cấp, ta ở dám bảo các đã từng có một khối, tự mình thí nghiệm qua, vô cùng cứng rắn, không có đao khắc đặc biệt ngay cả đường vân cũng vẽ không ra, khác như thế nào. Trịnh hội trưởng không ngừng lắc đầu. Trận pháp cấp bậc càng cao, yêu cầu đối với chất liệu trận bàn cũng càng cao. Nếu không, còn không có sử dụng lại không chịu nổi nổ tung, còn muốn có tác dụng gì. Nghiệp đoàn của bọn họ chỉ có đao khắc cho trận pháp sư tứ tinh sử dụng. Cho dù có trận bàn ngũ cấp trắng, cũng khắc ra ra, không có cách nào hình thành đường vân, càng chưa nói làm ra trận pháp. Đưa trận đồ tụ linh trận ngũ cấp, còn có trận bàn tới ta xem một chút nếu như thật sự không có cách nào chỉ có thể đành thôi biết đối phương nói rất đúng nhưng thật vất vả nắm được một cái phao cứu mạng trương huyền vẫn mở miệng nói được thấy hắn kiên trì trịnh hội trưởng gật đầu cổ tay lật một cái một ngọc bài và một trận bàn trắng xuất hiện ở trước mắt hai thứ đồ này tính là vật phẩm chân quý nhất của cả nghiệp đoàn cho tới nay hắn đều mang theo bên người tiếp nhận ngọc bài tinh thần trương huyền chìm đắm trong đó. Giống như ngọc bài tứ cấp vừa rồi, tụ linh trận ngũ cấp trong đó, phương pháp bố trí, yêu cầu các loại vật phẩm. Ghi lại rõ ràng ở trước mắt. Rất nhanh hắn nhìn qua một lần, đồng thời ghi nhớ ở trong đầu. Quả thật rất khó. Cắt tỉa ký ức một lần, trương huyền thở dài. Trận pháp ngũ cấp và tứ cấp, mặc dù chỉ kém một cấp, lại tranh lệch cực lớn. Tu vi không đạt được, cho dù có cờ trận, Trận cơ cũng rất khó bố trí hoàn chỉnh ra được. Giống như luyện đan, luyện đan sư nhất tinh, mặc dù có phương pháp luyện đan, không nắm được lực lượng cuồng bạo trong lò luyện đan, cũng không có khả năng chế luyện ra đan dược cấp bậc nhị phẩm, tam phẩm. Nếu như đều có thể chế luyện, cũng không cần phải phân chia cặn kẽ cấp bậc của những nghề nghiệp này như vậy. Chỉ có điều, nếu như sử dụng Thiên Đạo Đồ thư quán, tìm ra chỗ sai lầm, chỗ sơ hở, chắc hẳn là có cơ hội thành công. Có hai thứ đồ này, trận pháp sư tứ tinh bình thường khó có thể hoàn thành, hắn ngược lại có cơ hội nhất định. Giống như luyện đan, chỉ cần không có sai lầm, hoàn toàn có thể chỉ điểm cho luyện đan sư nhất tinh, chế luyện ra đan dược nhị phẩm đỉnh phong. Chỉ cần bảo đảm trình tự bố trí trận pháp hoàn toàn không sai lầm, cho dù hiện tại hắn chỉ có nửa bước hóa phàm, cũng có thể bố trí ra tụ linh trận ngũ cấp. Nhưng, ý nghĩ tuy tốt, không bột đố gột nên hồ, nguyên liệu đều không có, muốn nhiều hơn nữa cũng vô dụng ta xem trận bàn một chút. Vứt bỏ những suy nghĩ này, hắn đưa tay tiếp nhận trận bàn chống lấy từ chỗ của trịnh hội trưởng. Thứ này toàn thân màu đen, cầm vào tay cực nặng, không biết là nguyên liệu gì chế luyện thành. Chỉ nhìn một mặt đơn thuần, giống như là một tấm gương đồng, trơn nhẵn chỉnh tề. Đây là đao khắc, người có thể thử xem. Thấy hắn còn đang giàu dĩ, trịnh hội trưởng lật cổ tay một cái, lấy ra một cái đao khắc đưa tới. Thuận lợi tiếp nhận, chân khí trong cơ thể Trương Huyền điên cuồng phun ra, cầm đao khắc lại khắc xuống mặt nhẵn của trận bàn trống. Két, két. Chương 830, Ngọc huyết nhận chủ 2. Một hồi âm thanh khiến người ta ê răng vang lên, đao khắc tuy rằng bền vững kiên cố, nhưng vẫn hoàn toàn không lưu lại vết tích gì ở trên trận bàn trắng này. Trương Huyền cười khổ. Xem ra đối phương nói rất đúng, là hắn suy nghĩ quá nhiều. Khắc cũng khắc không được, cho dù nắm giữ phương pháp càng ngắn gọn hơn, cũng vô dụng chỗ thiếu hụt trong lòng bất đắc dĩ bàn tay hắn cầm trận bàn trắng trong đầu khẽ kêu lên vù một quyển sách xuất hiện hắn nhẹ nhàng mở ra trận bàn trắng ngũ cấp sắt ngân hàn điều chế chín tấc vàng luyện khí sư ngũ tinh dương thú chế luyện thành vô cùng cứng rắn đao khắc linh cấp thượng phẩm hoặc binh khí linh cấp trung phẩm phối hợp chân ý binh khí mới có thể lưu lại vết tích khuyết điểm phía trên viết chi chít những chỗ thiếu hụt nhìn lướt qua cho dù là biết chỗ thiếu hụt nhưng với thực lực của hắn bây giờ không có thể giúp đỡ hắn đang muốn buông đột nhiên sửng sốt một cái binh khí linh cấp trung phẩm phối hợp chân ý binh khí cũng có thể lưu lại vết thích đao khắc linh cấp thượng phẩm là dành riêng cho trận pháp sư ngũ cấp không có cách nào nhận được nhưng chân khí của binh khí linh cấp trung phẩm một ít cường giả hóa phàm tứ trọng lại có không hải thành không khó tìm kiếm thậm chí vị tái các chủ trước mắt này lại thu thập không ít loại bảo bối cấp bậc như vậy về phần chân ý của binh khí ngay cả kiếm tâm hắn cũng lĩnh ngộ tất nhiên càng không thành vấn đề chân ý của binh khí sắc bén vô cùng tuy rằng thấp hơn một cấp bậc tuyệt đối có thể bù đắp càng nghĩ càng thấy có đạo lý mắt tỏa ra ánh sáng trương huyền ngẩng đầu nhìn qua ta biết khác thế nào các ngươi ai có trường kiếm cấp bậc linh cấp trung phẩm cho ta mượn dùng một chút trường kiếm linh cấp trung phẩm trịnh hội trưởng thoáng sửng sốt một chút ta có cần cái này làm gì cho ta mượn dùng một chút trương huyền mở miệng được biết đối phương không có khả năng giấu vật của hắn trịnh hội trưởng lật cổ tay một cái một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn đưa tới tiện tay tiếp nhận nhẹ nhàng vạch ra một luồng ánh sáng lạnh trực tiếp xông thẳng tới chân mày còn không có đưa vào chân khí lại cảm thấy một linh khí ép người không hổ danh là cấp bậc linh cấp trung phẩm, so với những binh khí hắn đã từng nhìn thấy, đã dùng qua trước đây, còn cường đại hơn rất nhiều. Ông, trường kiếm rút ra khỏi vỏ, một sóng dao động linh tính kịch liệt truyền đến, hình như muốn thoát khỏi bàn tay của hắn, trực tiếp bay ra. Loại binh khí cấp bậc như vậy, đã có linh tính của mình, có thể nhận chủ. Nếu như không phải là chủ nhân, không nắm được, thậm chí có khả năng bị thương thật ngại quá, thanh kiếm này theo ta thời gian lâu dài, có chút sợ người lạ. Ta khuyên nó một câu, chắc hẳn sẽ tốt hơn. Thấy trường kiếm nhảy lên, bất cứ lúc nào cũng muốn chạy trốn, trịnh hội trưởng ngại ngùng đi tới trước mặt, ngón tay nhẹ nhàng xoa ở trên sống kiếm một cái, giống như vuốt ve tình lữ. Được rồi, vị trương sư này muốn mượn ngươi dùng một lát, ngoan ngoãn nghe lời, không nên phản kháng. Ông, nghe được hắn khuyên can, trường kiếm hình như bị ủy khuất, run rẩy càng kịch liệt hơn. Khủ khủ, đừng có gấp, ta đây lại khuyên là được. Sắc mặt trịnh hội trưởng nhất thời đỏ lên, tiếp tục xoa xoa, khuyên can. Chỉ có điều, thanh trường kiếm này dường như không cảm kích, càng khuyên nhiều, nhảy lên càng kịch liệt. Lão trịnh, thanh ngọc khuyết kiếm này, người mua lâu như vậy, sẽ không phải còn không có khiến cho nó hoàn toàn nhận chủ chứ. Tài các chủ ở một bên không nhịn được nói. Thanh kiếm này, coi như từ lúc đầu bạn lâu năm mua được từ chỗ hắn tới nay, đã khoảng hơn 5 năm. Không nghĩ tới, đến bây giờ chưa từng hoàn toàn nhận chủ. Binh khí hoàn toàn nhận chủ, chủ nhân nói, tất nhiên vô cùng cung kính nghe theo, không có khả năng chống cự như thế. Khụ khụ, người cũng biết để cho loại binh khí này nhận chủ hết sức phức tạp. Mấy năm nay mỗi ngày làm bạn, thậm chí ăn ngủ cũng cùng một chỗ, đã tốt hơn rất nhiều. Lời của ta có thể nghe, yên tâm để cho ta trấn an nửa canh giờ, khẳng định sẽ không có vấn đề gì. Xấu hổ cười, trịnh hội trưởng nói. Khiến cho binh khí có linh tính nhận chủ, trừ ăn ra, ngủ, ngày đêm làm bạn, sử dụng chân khí rèn luyện ra, không có biện pháp nào tốt hơn. Ngọc Khuyết Kiếm ở bên cạnh hắn tròn 5 năm, linh tính đã gần như tán thành hắn, tuy rằng khoảng cách hoàn toàn nhận chủ còn kém một mảng lớn, nhưng cũng rất thân cận. Chậm rãi chấn an, đối với lời của hắn vẫn có thể nghe nửa canh giờ, quá tốn công, người đưa thanh kiếm cho ta. Nghe được phải trấn an trong thời gian dài như vậy, mới có thể làm cho một binh khí linh cấp trung phẩm nghe lời, Trương Huyền bất đắc dĩ một hồi, không nhịn được lắc đầu. Cho ngươi, trịnh hội trưởng sửng sốt, ngươi có biện pháp, lười cùng đối phương dây dưa, hắn đưa tay lấy trường kiếm qua, ngón trỏ, ngón giữa khép lại, lần lượt điểm ba cái ở các điểm mũi kiếm, thân kiếm, chuôi kiếm. Vù, vù, vừa bị hắn điểm xuống, trường kiếm giống như là gặp phải chuyện cực kỳ đáng sợ, run rẩy kịch liệt. Thành thật ở lại, lại nhảy loạn nữa, có tin ta trong vài phút phế ngươi hay không? Sắc mặt trầm xuống, trương huyền quát lớn. Ông! Nghe nói như thế, trường kiếm lập tức ngừng nhảy. Ngay sau đó một âm thanh từ bên trong thân kiếm vang lên, giống như tiếng chuông, vang vọng trong lòng mọi người. Linh tính kích động. Thân thể cứng đờ, trong mắt trịnh hội trưởng thiếu chút nữa lập tức rơi ra. Ngọc Khuyết kiếm nhận hắn là chủ. Đây, đây, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? chương 831, ai có đau? Một, thanh kiếm này theo hắn tròn 5 năm, năm, thời gian ở cùng với nó còn nhiều hơn so với ở cùng lão bà. Kết quả đến bây giờ nó chưa từng thuần phục triệt để, chỉ là quen thuộc mà thôi. Ai biết người thanh niên chỉ trách một câu, linh tính liền trực tiếp kích động. Kích động em gái người ấy, còn có thể chơi đùa tốt hơn hay không? Ta cả ngày đối với người giống như Gia Gia, người chẳng những không biết cảm ơn, trái lại trực tiếp yêu thương nhung nhớ, nhận người khác làm chủ. Trịnh hội trưởng chỉ cảm thấy trái tim giống như bị đau khuấy, một khí thức phiền muộn chạy tán loạn ở trong ngực, bất cứ lúc nào cũng sẽ phun ra ngoài. Người này mặt cũng xanh cả lại. Cái này gọi là chuyện gì? Chẳng lẽ thứ này, không ăn mềm chỉ ăn cứng? Nhìn thấy được sắc mặt bạn lâu năm lúc trắng lúc xanh, bất cứ lúc nào cũng sẽ suy sụp, tái các chủ vỗ chán một cái. Vị này chính là giám bảo sư siêu cấp ngay cả lưu thương khúc thủy cũng có thể nhận chủ. Khiến cho Ngọc Khuyết kiếm nhận chủ, còn không phải là dễ dàng lại thêm vui vẻ sao. Trương sư chỉ là mượn, sẽ không lấy đi kiếm của ngươi. Rất sợ bạn lâu năm lập tức phiền muộn mà chết, hắn vội vàng truyền âm qua. Ừ, nghe nói như thế, lúc này trịnh hội trưởng mới hòa hoãn lại, đè nén kích động muốn nôn ra máu, Nhìn về phía người thanh niên trước mắt, trong lòng dâng lên nghi ngờ. Không phải muốn khắc trận bàn sao? Cần kiếm làm gì? Luôn mồm muốn khắc trận bàn, khiến cho kiếm nhận chủ làm gì? Chính là khắc trận bàn. Tùy tay cầm trận bàn ngũ cấp trắng lên, bàn tay phát lực. Ầm, uhm, người này tiến tới bức tường không xa, giống như treo gương ở trên tường, cố định trận bàn xong, nhướng mày. Một khí tức từ trong cơ thể dâng trào ra, trường kiếm trong tay Trương Huyền run lên kiếm quang phun ra nuốt vào. Kiếm ý, cảnh giới kiếm tâm. Nhìn thấy được rõ ràng trường kiếm ở lòng bàn tay hắn phát ra uy lực khổng lồ như thế, trịnh hội trưởng sửng sốt, đồng tử co lại. Hắn đạt được hóa phàm tứ trọng, chưa từng lĩnh ngộ cảnh giới kiếm tâm. Không nghĩ tới người trước mắt này chưa đủ 20 tuổi lại đạt tới. Dám bảo, trận pháp thậm chí kiếm tâm, còn có cái gì làm không được. Chân ý của binh khí sắc bén vô cùng, có thể khiến cho linh binh cùng một cấp bậc, tăng lên một cấp bậc. Ngươi không phải là muốn sử dụng kiếm khắc trận văn chứ? Nhớ tới cái gì, trịnh hội trưởng thiếu chút nữa thì bị nước bọt sặc chết. Trận bàn ngũ cấp, chỉ có đạt được đao khắc linh cấp thượng phẩm có khả năng khắc, lưu lại đường vân. Loại thứ cấp bậc như vậy, liên minh vạn quốc khẳng định không có. Người này không phải là muốn sử dụng chân ý của binh khí phối hợp để thay thế thứ này chứ. Đao khắc nhẹ, khắc trận văn rất nhỏ còn dễ dàng làm sai trực tiếp sử dụng kiếm. Ngươi là tới đùa giỡn sao? Trường kiếm khắc trận văn, đừng nói mắt thấy, nghe cũng chưa từng nghe qua. Đùa gì vậy? Sử dụng kiếm khắc trận văn. Tài các chủ, vương hạo hơn ở bên cạnh, trước mắt đều tối sầm. Đây cũng không phải là gan lớn, là vô pháp vô thiên, mơ mộng hão huyền. Kiếm tuy rằng linh hoạt, lại phải có kích thước ngoài ba thước, khắc trận văn còn muốn tinh tế hơn so với cọng tóc không biết gấp bao nhiêu lần nghĩ như thế nào? Keng keng keng, còn không có kịp phản ứng từ trong hành động của người thanh niên, liền nghe được âm thanh mũi kiếm và trận bàn tiếp xúc vang lên. Từng đợt tiếng dễ vỡ vang lên, từng đường vân nhỏ ở trên mặt trận bàn chân nhẵn, chậm rãi xuất hiện. Thật sự có thể, lại thấy trước mắt tối sầm. Đây rốt cuộc là một quái vật gì? Sử dụng trường kiếm khắc trận văn, khống chế đối với kiếm rốt cuộc đạt tới cảnh giới gì? ta dùng đao khắc cũng làm kém hơn. Môi vương hảo huân không ngừng run rẩy. Hắn là trận pháp sư tứ tinh, sử dụng đao khắc cũng thường xuyên xuất hiện sai lầm. Đối phương sử dụng kiếm, đứng ở nơi cách gần ba thước khắc. Có cần khoa trương như vậy hay không? Có thể thực hiện. Khác với sự chấn động kinh ngạc của mọi người, trường kiếm ở trong tay múa lên, nhìn thấy được trên trận bàn trắng, xuất hiện từng trận văn, ánh mắt trương huyền càng lúc càng sáng sử dụng kiếm phối hợp với kiếm ý khác ra, là hắn tạm thời nảy lòng tham nghĩ tới, không ngờ được quả nhiên có thể thực hiện. Tâm cảnh vận chuyển tới cực hạn, mắt minh lý lóe lên, hình như thấy được trên trận bàn đường vân đặc biệt và lồi lõm cao thấp không giống nhau, trường kiếm trong tay nghiêm khắc dựa theo miêu tả liên quan tới trận bàn, trong trận pháp thiên đạo, không ngừng khắc. Nếu có danh sư ở đây, nhất định sẽ phát hiện, hiện tại toàn thân hắn đã tiến vào một loại ý cảnh đặc biệt. Giả đi tồn tại thật tâm cảnh thông minh. Động minh cảnh, tầng thứ hai của tâm cảnh là tâm phẳng lặng như mặt nước. Tầng thứ ba chính là loại động minh cảnh này. Thế sự hiểu rõ tất cả học vấn, nhân tình thạo đời đến văn chương. Loại cảnh giới này, có thể từ trong hỗn độn tìm ra bản chất, tâm cảnh càng thông suốt, phân tích sự tình, cũng sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều, lại phối hợp với mắt minh lý, có thể khiến cho khắc trận văn, không loạn chút nào, đâu vào đấy, không bị bất kỳ dao động tâm tình gì ảnh hưởng người khác sử dụng đao khắc, có khả năng hoàn thành động tác rất nhỏ. Hắn dùng trường kiếm, có thể hoàn thành, trận pháp thiên đạo là điều thứ nhất. Quan trọng hơn chính là loại năng lực đặc biệt này của danh sư. Sử dụng kiếm khắc trận bàn, thảo nào có thể một cước phá trận, vị đại năng này rốt cuộc là ai? Đám người học trưởng, học đệ ở một bên, còn khiếp sợ đến mức trái tim cũng sắp ngưng đập. chương 832, ai có đao? 2. Người khác cầm đao khắc linh hoạt giống như may vá vậy. Người này trực tiếp sử dụng kiếm, vẫn làm được tinh tế giống như người khác. Cho dù tận mắt nhìn thấy, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đinh đinh đinh. Không biết qua bao lâu, Trương Huyền vừa thu trường kiếm lại, ngừng lại, mở miệng lớn thở hổn hển. Kiếm ý là một loại biểu hiện tập trung tinh khí thần. Còn duy trì, hơn nữa đạt được trạng thái tinh tế nhất, yêu cầu cực cao, rất dễ dàng mệt mỏi dã rời. Thấy bộ dạng này của hắn, Trịnh hội trưởng khuyên can: "Đừng có gấp, trận bàn không phải một ngày là khắc xong, có thể từ từ sẽ làm được." Kiếm ý, đại biểu cho lĩnh ngộ của người tu luyện đối với kiếm, truyền qua tất cả nhiệt tình của một người. Duy trì một hồi còn tốt, trong thời gian dài tiêu hao thật sự quá lớn, cho dù Trương Huyền có chân khí thiên đạo tinh thuần, tu vi thâm hậu, cũng không có khả năng kiên trì quá lâu. "Ừ." Trương Huyền gật đầu, điều tức tại chỗ một chút, hắn nhìn về phía trận bàn cố định ở trên vách tường cách đó không xa ánh mắt nghiêm trọng hắn đối với khống chế kiếm ý tuy rằng đạt tới kiếm tâm cảnh nhưng quả thật không thể sử dụng trong thời gian dài chỉ là một hồi như vậy hắn đã cảm thấy có chút không chịu nổi tiếp tục kiên trì có khả năng không những không có cách nào tiếp tục khắc làm không tốt còn có thể bởi vì trạng thái không ổn định khiến cho cố gắng trước đó bị hủy hoại chỉ trong chốc lát nếu như so sánh lĩnh ngộ đối với kiếm ý với một cái bình chứa đầy nước, không ngừng rót, trung quy sẽ phải cạn. Nhân mày lại, Trương Huyền suy nghĩ tìm hiểu. Trạng thái của ta hiện tại lại không khác biệt với sắp rót cạn. Trận bàn chỉ khác chưa đến phân nửa, nếu lại muốn rót đầy, không một hai ngày điều chỉnh, rất khó làm được. Kiếm y giống như chân khí, có hạn chế số lượng. Cứ sử dụng, sớm hay muộn cũng sẽ tiêu hao sạch sẽ. Mà hắn hiện tại lại không khác biệt với sắp hết sạch trận bàn trước mắt, lại ngay cả phân nửa cũng chưa từng khắc xong. Vậy nên làm cái gì? Cũng không thể thật sự giống như đối phương, một trận bàn, phải khắc liên tục chừng mấy ngày. Nếu như để cho trịnh hội trưởng biết suy nghĩ này của hắn, nhất định là cảm thấy có phải điên rồi hay không? Không nói trận pháp sư tứ tinh, cho dù là ngô tinh, khắc một miếng trận bàn cấp bậc cao như vậy, cũng cần mấy ngày. Hắn cầm trường kiếm trong tay, muốn một lát khắc xong đây không phải là nằm mơ sao. Đúng rồi, kiếm ý có thể khác, đao ý cũng có thể. Hiện tại kiếm ý bên trong thân thể tiêu hao rất lớn, nhưng đao ý lại hoàn toàn không có chút ảnh hưởng. Đan dầu dĩ xem làm thế nào có thể tăng tốc độ khác cho xong, đột nhiên ánh mắt hắn nhất thời sáng lên. Hắn không chỉ lĩnh ngộ kiếm ý, còn lĩnh ngộ đao ý. Học qua đao pháp thiên đạo, khống chế đối với đao cũng đạt tới một loại cảnh giới cực kỳ cao thâm vừa rồi vận chuyển kiếm ý mệt nửa chết nửa sống nhưng đao ý lại hoàn toàn không có tiêu hao vẫn là một cái bình chứa đầy nước hắn khẽ cười lại đứng dậy nhìn quanh một vòng các vị ai có đại đao linh cấp trung phẩm lấy kiếm làm đao tuy rằng cũng có thể thi triển ra đao ý chỉ có điều nếu so với sử dụng đao uy lực rõ ràng yếu hơn đối mặt với dây phúc khắc hỏa quan trọng không cần thiết mạo hiểm đao trong đầu mọi người đầy sao. Ngươi không lại dùng kiếm khắc trận bàn sao, lại muốn đao làm gì? Ta có một thanh. Tai các chủ có chút do so dự, cổ tay lật một cái. Trong lòng bàn tay xuất hiện thêm một thanh cửu hoàn đao, rất nặng hung bạo mạnh mẽ, khiến người ta một loại cảm giác cuồng bạo. Ta mượn dùng một chút. Đi tới trước mặt, Trương Huyền đưa tay tiếp nhận, nhẹ nhàng bắn ra, phát ra tiếng vang giống như tiếng rồng ngâm vậy. Đao tốt. Chỉ liếc mắt thoáng nhìn chỉ biết tuyệt đối là thanh binh khí linh cấp rất lợi hại. So với vừa ngọc huyết cũng không kém hơn chút nào. Kiếm trả lại người trước. Có trường đao, cổ tay run lên, ném thanh kiệm mượn tới trở lại. Tuy rằng binh khí này nhận hắn làm chủ, nhưng mượn chính là mượn, cần phải trả. Hắn không có khả năng cầm đồ của người khác, chiếm làm của mình. Lại nói, hắn đối với binh khí không có yêu cầu quá lớn. Thanh ngọc khuyết kiếm này tuy tốt, nhưng hắn cũng không bất kỳ ý niệm tham lam nào thật sự cần hắn hoàn toàn có thể mua một thanh hơn nữa thật sự có loại tâm tư này toàn bộ lưu thương khúc thủy đã sớm bị hắn rời đi sạch còn có thể tùy tiện đổi một điều kiện lại để lại dám bảo các sao cái này tiếp nhận trường kiếm sắc mặt trịnh hội trưởng nhất thời đỏ lên đầy xấu hổ bảo vật có linh thông thường linh tính nhận chủ cho dù chủ nhân cũ không tình nguyện cũng phần lớn sẽ nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Bởi vì, không để cho người ta, mạnh mẽ giữ lấy, chẳng những không thể khiến cho nó nhận chủ, làm không tốt còn sẽ khiến cho linh tính phản cảm. Binh khí không tiếp thu chủ, mang theo phản cảm, cho dù lưu lại, cũng không thể sử dụng. Còn không bằng bán một nhân tình, có lẽ còn có thể bán ra với giá tốt. Vốn tưởng rằng vị trương sư này khiến cho linh tính kích động, trường kiếm nhận chủ, mình chẳng khác nào hoàn toàn từ biệt với thanh ngọc khuyết này. Không nghĩ tới, người ta tự nhiên không thèm để ý chút nào trả lại, hoàn toàn không có chút ý định tham ô. Trương sư, người và Thanh Ngọc khuyết kiếm này có duyên, nó có khả năng vừa nhìn thấy ngươi, lại linh tính kích động, hoàn toàn nhận chủ. Người cùng binh khí phù hợp như thế, ở giới tu luyện là vô cùng hiếm thấy. Chỉ cần xuất hiện một lần, đều sẽ được truyền thành giai thoại, danh tiếng vang xa. Ta nhận được thanh kiếm này gần 5 năm, cũng không thể khiến cho linh tính của nó thuần phục còn không bằng tặng cho ngươi, cũng tiện thành toàn cho người và binh khí phù hợp. Hắn cắn răng một cái, đẩy trường kiếm về phía trước. Trường kiếm sớm chiều làm bạn 5 năm, trực tiếp tặng người, đổi lại thành ai cũng sẽ không muốn. Nhưng thanh kiếm này đã nhận người ta làm chủ, lưu lại cũng vô dụng. Còn không bằng hào phóng một lần. Nói xong, cho rằng đối phương nhất định sẽ lấy trường kiếm đi, lại không thấy được bất kỳ động tĩnh gì, Trịnh hội trưởng không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy vị trương sư kia, hình như không nghe được lời của hắn nói, tiện tay liên tục điểm vài cái ở trên thân cửu hoàn đao vừa lấy tới. Ong! Một tiếng động vang lên, trường đao nổ lớn. Môi trắng bệch, bàn tay run rẩy, trịnh hội trưởng thiếu chút nữa ném thanh kiếm ra. Linh tính kích động, đao này, cũng nhận chủ. chương 833, tự chủ kích hoạt, trận bàn có linh một. Vừa nói xong linh tính kích động vô cùng hiếm thấy, có thể truyền thành giai thoại, ngay lập tức đao này cũng tới. Có cần nhanh như vậy hay không? Các ngươi lại là linh binh, có linh tính và tôn nghiêm của mình, kiên ngạo không tuân theo, không phục tùng người. Từ khi nào dễ nói chuyện như vậy? Thật dễ nói chuyện như vậy, ta thận trọng ở cùng 5 năm, mỗi ngày trà lau, sử dụng chân khí xoa dịu. Vì sao cái rắm tác dụng cũng không có? Hai mắt trịnh hội trưởng hoa lên, đang muốn nói tiếp, chỉ thấy trương sư ngay phía trước, cổ tay run lên. Một đao khí từ trên thân đao bắn ra, ngay sau đó hắn vung vẩy đại đao, chém tới trận bàn trước mặt. Cẩn thận, bị dọa cho giật mình, còn chưa nói dứt lời, Trịnh hội trưởng lập tức câm nín. Chỉ thấy đao khí huy hoàng, không phải chém nát trận bàn, mà là cùng tiếp xúc, lưu lại từng đường vân một. Tự nhiên đang dùng đao, khắc trận văn. Trước không nói rất nhiều cường giả hóa phàm, một cái chân ý chưa từng lĩnh ngộ. Hắn lĩnh ngộ hai cái chỉ nói cảnh tượng trước mặt như vậy, khiến hắn điên cuồng. Kiếm pháp nhẹ nhàng, lay động, thay thế đao khắc khắc trận bàn, nói rõ lực kiểm soát của ngươi mạnh mẽ, ta nhịn. Nhưng đao pháp rất nặng, đặc biệt là thanh cửu hoàn đao này, tuyệt đối vượt quá hơn 10 cân. Người bình thường cầm lên cũng cảm thấy tốn sức, sử dụng nó khắc trận văn. Suốt cuộc làm sao làm được? Trận văn còn có thể khắc như vậy sao? Mắt biến thành màu đen, thân thể trịnh hội trưởng run rẩy. Học tập trận pháp hơn 80 năm, luôn luôn tự nhận mình là người thiên tư cũng không tệ lắm, khác trận bàn càng vượt xa những người khác. Nhìn thấy được hành động của đối phương, hắn mới hiểu được, căn bản không phải có chuyện như vậy. Thiên phú mạnh mẽ, có thể sử dụng kiếm khắc trận văn sao? Có thể sử dụng đại đao bổ ra trận bàn sao? Khẳng định không thể. Đây chính là nghĩ cũng không dám nghĩ. Đinh đinh đinh. Đại đao và trận bàn tiếp xúc, trên mặt tròn vốn trơn nhẵn như hương đường vân càng lúc càng nhiều, càng lúc càng dày đặc. Lại ở thời điểm trịnh hội trưởng cảm thấy đối phương nhất định sẽ không ngừng nỗ lực cho đến khi kết thúc, khắc thành công, đã thấy hắn ném trường đao trong tay ra một cái, lau mồ hôi trên đầu, vẻ mặt mong đợi nhìn qua. Các người ai có trường thương? Mọi người! Một lát sau, chỉ thấy người thanh niên cầm trường thương trong tay, đứng ở khoảng cách hơn bốn thước, quay về phía trận bàn trên tường đã đâm một cái. Âm âm âm, thương quang quét ngang, mỗi một cái xuống đều giống như đao kiếm trước đó, lưu lại từng trận văn một. Che ngực, trịnh hội trưởng, vương hảo huân nhìn nhau. Bọn họ sử dụng đao khắc, cũng sợ làm sai, xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Người này lúc đầu là kiếm, lại tới đao, hiện tại thì hay rồi, ngay cả thương cũng lấy ra. Lại khắc không ra sai sót nào, có phải ngay cả bố sắt cũng sẽ lấy ra hay không? Người khác khắc trận bàn, Trở thành tác phẩm nghệ thuật, đồ sứ, rất sợ dùng sức lớn sẽ vỡ. Hắn lại xem thành rèn sắt, binh khí gì cũng dám dùng. Tận mắt nhìn thấy, cũng cảm thấy phát điên rồi. Mọi người ôm ngực thì ôm ngực, che miệng thì che miệng, mà Trương Huyền lúc này đang tập trung tinh thần cao độ. Liên tục sử dụng ba loại chân ý của binh khí, tuy rằng đến sát biên giới dầu hết đèn tắt, cũng sắp muốn nôn ra máu, nhưng trận bản trước mắt này lại lập tức sẽ khắc xong. Một đường cuối cùng hai mắt hắn tỏa sáng trường thương trong tay run lên vẽ ra một đường vòng cung tuyệt đẹp trực tiếp đâm vào chính giữa trận bàn ầm ầm trường thương mang theo lực lượng cường đại rơi ở phía trên một tiếng nổ lớn vang lên bức tường phía sau trận bàn lại không chịu nổi lực trùng kích sạt lở sập xuống xuất hiện một lỗ thủng lớn hắn cố định trận bàn ở trên vách tường để khắc trận bàn cứng rắn sẽ không bị hư hỏng bức tường lại không giống như vậy cho dù nghiệp đoàn trận pháp sư sử dụng nham thạch thanh cương tốt nhất ghép thành, cũng không chịu nổi lực lượng cuồng bạo của hết kiếm tới đao, lại tới trường thương. Nghiệp đoàn dùng hành lang để sát hạch trận pháp sư, hiếm thấy một lần ầm ầm đổ xuống một mảnh, bụi bặm bay lên. Khắp phòng đầy bụi bặm. Khổ khổ. Khắp mặt đầy bụi bặm, nhìn đống đổ nát trước mắt, khóe miệng Trịnh hội trưởng co giật. Ngươi là tới sát hạch trận pháp sư hay tới phá nhà? Trước làm cho đại trận của nghiệp đoàn ngừng lại, Hiện tại tốt hơn, ngay cả tường cũng không buông tha. Cái này gọi là chuyện gì? Ngươi và nghiệp đoàn trận pháp sư chúng ta rốt cuộc oán gì thù gì? Trận bàn không tổn hại chứ? Tài các chủ đi tới phía trước. Mọi người cũng đồng loạt nhìn qua. Liên tục dùng sức, ngay cả phòng ở cũng có thể chấn động đổ xuống, trận bàn không có sao chứ? Ta cũng không biết. Trương Huyền vào đầu, vội vàng tiến lên, lấy mặt tròn bị rơi ở trong bụi bặm ra nói không biết, không phải khiêm tốn, mà là hắn thật sự không rõ lắm. Dựa theo tình huống bình thường, một thương cuối cùng hạ xuống, khắc ra một đường trận văn cuối cùng, quả thật có thể hoàn mỹ khắc ra trận đồ. Nhưng, bức tường sụp đổ, làm hắn chuẩn bị không kịp. Cứ như vậy, uy lực một thương cuối cùng không phát huy đến cực hạn. Trận đồ có thể đạt được hiệu quả dự đoán hay không, hắn lại không tiện nói. Cúi đầu nhìn lại, một mặt trận bàn trơn nhẵn giống như hương, xuất hiện từng đường vân sâu cạn không đồng nhất giống như là bát quái vừa giống như ẩn chứa thiên địa chí lý khiến người ta nhìn một chút lại không ngừng mê muội như thế nào trịnh hội trưởng đã đi đến trước mặt thứ trận bàn này không khởi động khó có thể nhìn ra chỉ từ đường vân cho dù là hắn cũng nhìn không ra được tốt hay xấu thử xem trương huyền nói biết đạo lý này bàn tay ở phía trên nhấn một cái chân khí lập tức truyền ra tiến vào trong. Vù vù, không có chút động tĩnh nào. Thất bại, sắc mặt mọi người trắng bệch. Chương 834, tự chủ kích hoạt, trận bàn có linh 2. Khắc được trận bàn, chỉ cần truyền thụ chân khí, sẽ lại lập tức kích hoạt. Cái trước mắt này không có bất cứ động tĩnh gì, nói cách khác, không thành công. Toàn bộ nghiệp đoàn chỉ có một cái trận bàn ngũ cấp trắng như vậy. Lại sử dụng kiếm, đao, thương lăn qua lăn lại lâu như vậy, không thành công. Mọi người nhìn về phía Trương Huyền đầy vẻ đồng tình. Đao kiếm là binh khí, lực lượng quá mức hung bạo mạnh mẽ. Tuy rằng người khống chế lực lượng, nhưng dùng để khắc trận bàn, vẫn có phần không thỏa đáng. Phương Hạo Huân không nhịn được nói. Khắc trận bàn, có phương pháp nhất định, nếu tất cả mọi người lựa chọn đao khắc, khẳng định có đạo lý của nó. Thương, kiếm, cho dù khống chế lực lượng tốt, cũng là lợi khí, đối với bản thân trận bàn cũng có tổn thương rất lớn. Không thành công, cũng hợp tình hợp lý. Còn chưa nói dứt lời, chỉ thấy trịnh hội trưởng lắc đầu. Không đúng, nếu như không thành công, trận bàn sẽ phải bị nghiền nát. Nhưng thứ này êm dịu giống như một, khí tức thông thuật, rõ ràng không bị bất kỳ tổn thương gì. Ách! Phương Hạo Huân sửng sốt. Đối phương nói không sai. Trận bàn là khác một đại trận, ở trên mặt tròn kích thước lớn chừng bàn tay trong đó dính dáng tới lực lượng cực lớn chỉ cần sai một đường sẽ dẫn đến nó sụp đổ trước biến thành mảnh nhỏ mà cái trước mắt này tuy rằng không có cách nào kích hoạt hoa văn lại rõ ràng chân khí chảy xuôi ở bên trong hoàn toàn không có chút tình huống không khống chế được chuyện gì xảy ra nếu nói thành công vì sao không có cách nào kích hoạt nếu nói không thành công nhưng làm sao lại có thể bảo tồn hoàn hảo không bị nghiền nát có phải là trận pháp khác sai hay không? Không có tác dụng tụ linh mới khiến cho trận bàn bảo tồn hoàn chỉnh. Vương Hạo Huân nói, khác sai, không có khả năng. Ánh mắt Trương Huyền ngưng trọng lắc đầu. Hắn nghiêm ngặt dựa theo trận đồ hoàn thành, trong đó còn dùng phương pháp khắc trận pháp thiên đạo, cho dù một thương cuối cùng xuất hiện một ít sai lầm, cũng không đến mức sai nhiều như vậy. Hắn đang định sử dụng đồ thư quán quan sát một chút, xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy tái các chủ ở một bên, môi run rẩy đi lên phía trước. có thể để cho ta nhìn một chút không? đây, thấy bộ dạng này của hắn, trương huyền có chút kỳ quái, tiện tay đưa tới. hắn là giám bảo sư ngô tinh, mượn năng lực đồ thư quán, muốn nói lý giải đối với bảo vật, thật sự không giống như vị trước mắt này. tái các chủ chìm đắm trong giám bảo không dưới mấy chục năm, khả năng đối với khắc đồ biết không nhiều lắm, nhưng trận đồ này có vấn đề hay không? chân quý hay không chân quý, hắn tuyệt đối có thể nhìn ra được. Trận bàn rơi vào trong lòng bàn tay của đối phương. Vù. tái các chủ còn chưa kịp nhìn kỹ, lại cảm thấy thứ trong lòng bàn tay không còn. Thứ này phát ra một tiếng động khẽ, lại bay trở về trong lòng Trương Huyền. Quả nhiên là như thế, quả nhiên là như thế. Sắc mặt đỏ lên, toàn thân tái các chủ không ngừng run rẩy. Thế nào? Thấy bộ dáng này của hắn, giống như là phát hiện ra cái gì Trịnh hội trưởng không thể tiếp tục kìm chế được, vội vàng hỏi: Có phải trận bàn này không thành công hay không? Vương Hạo Huân cũng mở miệng: Không thành công. Hít sâu một hơi, tái các chủ bình phục lại, lắc đầu. Sao có thể như vậy được? Vậy, tất cả mọi người đều chớp mắt, ngay cả Trương Huyền cũng đầy kỳ quái. Nếu như thành công, dùng chân khí như thế nào cũng không có cách nào kích hoạt. Vừa rồi trận bàn này vừa đến lòng bàn tay của ta, lại tự động rời khỏi các ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra tái các chủ đầy kích động đây rõ ràng là biểu hiện có linh tính cảm thấy ta không thích hợp mới tự động rời khỏi linh tính ý của ngươi là tự chủ kích hoạt trận bàn có linh đây 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 liên tục nói ba từ đây trịnh hội trưởng lúc này mới phản ứng được trợn tròn mắt thân thể cứng đờ giống như nhìn thấy quỷ thiếu chút nữa thì bị hù chết đây là Năng lực trận bàn lục cấp mới có thể có, đây chỉ là một trận bàn ngũ cấp, làm sao có thể làm được? Trận bàn có linh tính. Vương Hạo Huân cũng không ngừng run rẩy, vội vã nhìn lại về phía mặt tròn trong tay Trương Huyền. Càng xem khuôn mặt hắn càng trắng bệch ra, xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ bởi vì không tin tưởng chính mình trực tiếp phát điên. Đây là thế nào? Thấy thái độ mấy người bọn họ đều trở nên điên cuồng, vẻ mặt Trương Huyền mơ hồ nhìn lại hắn tuy rằng đã thu nhận hết tất cả sách trong nghiệp đoàn trận pháp sư, cũng học tập trận pháp thiên đạo, nhưng tri thức vẫn chưa thông hiểu đạo lý, cũng không ít chuyện, không biết được rõ ràng. Cái này, trận bàn có linh tính. Trịnh hội trưởng run rẩy nói. Linh tính, là có linh tính, vậy có gì khác nhau sao? Trương Huyền gật đầu. Không nói còn không có chú ý, vừa nói, thật đúng là phát hiện ra. Miếng trận bàn này, giống như những vật ngọc khuyết kiếm, trường đao trước đó, bên trong sinh ra linh tính tự chủ chỉ có điều vừa chế luyện ra mình cũng không chú ý không khiến cho nó nhận chủ mà thôi trận bàn bình thường bởi vì nhận giới hạn từ diện tích khác càng không thể phù hợp hoàn cảnh uy lực chỉ là phân nửa so với đại trận bình thường thực lực người khác thấp thậm chí có khả năng ngay cả một nửa uy lực cũng không phát huy ra thấy hắn không hiểu nguyên nhân trịnh hội trưởng vừa run rẩy vừa giải thích trương huyền gật đầu trước đó thời điểm đọc sách Đặc tính này của trận bàn, hắn đã sớm biết, chẳng có gì là lạ. Chỉ có điều, đây chỉ là trận bàn bình thường, có một loại trong cơ thể phát sinh linh tính, lại hoàn toàn khác biệt. Sắc mặt trở nên trắng bệch, Trịnh hội trưởng sử dụng giọng điệu run rẩy nói. Trận bàn có linh tính, không chỉ có thể phát huy chín phần uy lực của đại trận, còn có thể dựa theo thời gian trôi qua, tự chủ trưởng thành, khiến cho uy lực hóa ra càng lớn hơn. Thậm chí không cần chân khí truyền thụ, có thể tự chủ kích hoạt. chương 835, Huyễn Vũ Đế Quốc 1 Trận bàn có nắm giữ linh tính, không chỉ uy lực lớn, có thể tự mình hấp thu linh khí tăng trưởng, quan trọng hơn chính là không cần chân khí của người tu luyện, có thể tự động kích hoạt. Thoạt nhìn so với sử dụng chân khí kích hoạt không khác nhau quá nhiều, trên thực tế lại có tác dụng rất lớn. Ví dụ như, chủ nhân gặp phải nguy hiểm, không có cách nào tiếp xúc trận bàn, Loại bảo vật có linh tính này, có lẽ lại có thể cứu người một mạng. Bởi vậy, loại trận bàn này là một trong những vật phẩm bảo toàn tính mạng được người tu luyện thích nhất. Chỉ có điều, thứ này cần phải trận pháp sư ngoài lục tinh mới có thể khắc thành. Hơn nữa, còn không phải là mỗi lần đều có thể thành công. Phải có vận khí rất lớn ở bên trong. Trước đây chỉ là từng nghe qua lời đồn đại, chưa từng thấy qua, cho nên mới trong lúc nhất thời thật sự không ngờ tới. Thậm chí Tái các chủ xác nhận, cũng không thể tin được, người này tự nhiên ở trước mặt hắn lại khác ra một cái. Mấu chốt nhất còn dùng chính là đao, kiếm, thương. Loại vật phẩm này là ngoài nghề, cùng đao khắc không có nửa xu tiền quan hệ. Sau khi hết khiếp sợ, lại nhìn về phía trương sư, trịnh hội trưởng thở dài. Nếu như nói trước đó còn tưởng rằng mình và đối phương cấp bậc tương đương nhau, năng lực bày trận không kém hơn nhiều. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ, trên thế giới có một loại người là thiên tài, một khi ra tay, chính là hắn không có cách nào đạt được, chỉ có thể ngưỡng vọng. Mấy phút liên phá năm trận pháp, thậm chí ngay cả đại trận duy trì nghiệp đoàn vận chuyển cũng tạm dừng. Sử dụng đao kiếm tùy tiện chém thành trận bàn, còn ẩn chứa linh tính. Nếu không phải thực lực ngay cả hóa phàm cũng chưa tới, hắn cũng hoài nghi, có phải là một vị trận pháp sư lục tinh ngụy trang thành hay không? Ý của ngươi, thứ này có thể tự chủ kích hoạt không quan tâm tới sự chấn động kinh ngạc của hắn trương huyền hỏi đúng chỉ cần trước đó mang nó đi luyện hóa tinh thần cùng linh tính khai thông có thể dễ dàng kích hoạt trận pháp không cần chân khí trịnh hội trưởng gật đầu quá tốt nghe được cũng không phải chế luyện thất bại lúc này trương huyền mới thở phào nhẹ nhõm bàn tay nhẹ nhàng sờ một cái ở trên trận bàn quả nhiên cảm thấy một ý niệm vui mừng truyền đến sử dụng phương pháp khác do trận pháp thiên đạo ghi lại lại sử dụng kiếm ý đao ý thương ý nếu như lại giống với trận bàn bình thường hắn cũng sẽ cảm thấy không thể tin được luyện hóa máu tươi nhỏ ở phía trên lập tức linh tính trong trận bàn cùng tinh thần của hắn thong thả khai thông mở tiện tay ném đi trận bàn lập tức kích hoạt linh khí phạm vi mấy ngàn thước giống như cá voi hút nước tập trung lại bởi vì quá mức kịch liệt phát ra tiếng nức nở giống như cuồng phong thổi qua sơn động thật mạnh nhìn thấy được linh khí chung quanh bị xé rách không còn tất cả mọi người đều giật nảy mình không hổ danh là trận pháp ngũ cấp uy lực to lớn khủng khiếp như vậy tuy rằng không ở trong trận nhưng cũng có thể cảm nhận được mức độ linh khí trong đó nồng đậm ít nhất là gấp ba bên ngoài ở trong đó tu luyện thời gian dài tốc độ tuyệt đối có thể nâng cao gấp mấy lần hơn nữa trận bàn có linh tính phát sinh tổn thương có thể tự động chữa trị chỉ cần không cần quá nhiều lần căn bản không chịu ảnh hưởng bởi số lần, có thể không hạn chế sử dụng xuống. Không tệ. Cảm nhận được uy lực không khác biệt lắm với ghi lại trong trận đồ, Trương Huyền lúc này mới thỏa mãn gật đầu, bàn tay chộp một cái, thu trận bàn vào, ngẩng đầu nhìn lão giả đang suy nghĩ cách đó không xa. Trịnh hội trưởng, không biết trận bàn trắng này, giá cả thế nào? Sử dụng trường kiếm, đại đao, trường thương khác chỉ là mượn. Cái trận bàn trắng này lại là đối phương dùng tiền mua hiện tại lấy làm của riêng, hắn tất nhiên phải hỏi tham giá cả một chút, không thể lấy không đồ của người khác. Trương sư nói gì vậy? Thứ này lưu ở trong tay ta, cũng không có tác dụng gì. Lại đưa cho ngươi. Trịnh hội trưởng vội nói. Đối phương lại có thể khắc ra trận bàn tồn tại linh tính, hơn nữa tuổi không lớn, tiền đồ không thể đong đếm. Hắn đã có ý muốn qua lại thân thiết. Đưa cho ta. Những mày, Trương Huyền lập tức lắc đầu. Không công không nhận lộc như vậy đi, nếu ngươi còn chưa có luyện hóa ngọc khuyết kiếm này, ta lại giúp ngươi một lần, xem như làm giá để mua trận bàn. Nhân ơn huệ của ngươi, chẳng khác nào cầm nhân quả của người khác, hắn luôn luôn không muốn chiếm tiện nghi này. Giúp ta luyện hóa, binh khí, cũng có thể giúp người khác luyện hóa sao? Trịnh hội trưởng ngẩn người. Luyện hóa binh khí, cũng giống như nói chuyện yêu thương, cần phải cùng thứ muốn luyện hóa, sớm chiều ở chung, tăng tiến tình cảm. Khủ khủ, thứ này cũng có thể hỗ trợ sao thế nào cảm giác giống như hỗ trợ động phòng vậy đương nhiên cười khẽ trương huyền đưa tay tới tiếp nhận ngọc khuyết kiếm trong tay hắn nhẹ nhàng xoa ngọc khuyết đã nhận ngươi làm chủ làm sao có thể tiếp nhận ta nữa thấy dáng vẻ của hắn trịnh hội trưởng lắc đầu yên tâm đi trương sư lại là giám bảo sư ngũ tinh nếu có thể dễ dàng khiến cho ngọc khuyết kiếm nhận hắn làm chủ tất nhiên cũng có thể có biện pháp tốt hơn nhận ngươi làm chủ. Thấy bạn lâu năm không tin, tái các chủ vuốt dâu nói. Hiện tại hắn đối với vị trương sư này, quá tín nhiệm. Đối phương nói có thể thành công, hắn thấy, vậy nhất định có thể thành công, cũng sắp sùng bái mù quáng. Phương pháp tốt hơn, thấy hắn nói lời chắc chắn, nhớ tới các loại thần kỳ của đối phương, trong lòng trịnh hội trưởng cũng đầy hy vọng, không nhịn được nhìn sang. Đang muốn xem thử một chút, Vị nhân vật truyền kỳ này sẽ dùng ra thủ đoạn gì khiến người ta thán phục, liền nghe được giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên. Ngoan ngoãn nghe lời Trịnh hội trưởng cho ta, xem hắn là chủ. Bằng không, có tin ta giết chết trong vài phút hay không? Chương 836, huyến Vũ Đế quốc 2. Khụ khụ. Trịnh hội trưởng, tái các chủ đồng thời bị nước bọt sặc một cái, sắc mặt thoáng xanh cả lại, thiếu chút nữa thì khóc tại chỗ còn tưởng rằng hắn sẽ dùng phương pháp gì, không nghĩ tới tự nhiên là uy hiếp. Người chẳng lẽ không biết binh khí linh cấp kiêu ngạo không tuân theo, không sợ nhất là uy hiếp sao? Còn giết chết trong vài phút, nếu nó có thể nghe hiểu tiếng người, cũng không đến mức khiến mình bị động như vậy. Thế nào có đôi khi cảm giác, vị trước mắt này sâu không lường được, lại có đôi khi, cảm thấy cái gì cũng đều không hiểu, vụng về như người mới vừa ra khỏi nhà tranh vậy. Trương Sư ngăn chặn buồn bực trong lòng, trịnh hội trưởng lắc đầu, đang muốn khuyên can đối phương, không cần làm chuyện vô ích, liền nghe được, ô, một tiếng, ngọc khuyết kiếm trực tiếp vọt về phía hắn. Hắn vội vàng đưa tay tiếp nhận, lập tức cảm nhận được linh tính trong đó kích động, không kìm chế được, rất rõ ràng. Là muốn nhận hắn làm chủ. Trịnh hội trưởng phát điên. Tại sao vậy? Hắn dùng tròn 5 năm chưa từng làm được, đối phương chỉ một câu, giết chết trong vài phút, lại thành công đổi lại thành bình thường luyện hóa thanh trường kiếm này mấy năm thật sự nhận chủ hắn nhất định sẽ cao hứng khoa chân múa tay lúc này thì hay rồi chẳng biết tại sao không những không có một chút cao hứng còn cảm thấy buồn bực muốn nôn ra máu xem ra sau này muốn luyện hóa linh binh không nên quá ôn nhu chắc hẳn phải hung ác độc địa một chút buồn bực cả buổi lấy máu khiến cho ngọc khuyết kiếm nhận chủ lúc này trịnh hội trưởng mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng âm thầm tổng kết giáo huấn ta còn có việc, cáo từ trước. Giúp bảo vật của đối phương nhận chủ, xem như là báo đáp ân tình trận bàn trắng, Trương Huyền lúc này mới ôm quyền từ biệt. Mục đích hắn tới nghiệp đoàn trận Pháp Sư là vì tìm kiếm tụ linh trận. Hiện tại trận bàn tới tay, cũng nên trở lại, tăng tốc độ tu luyện. Từ biệt, trịnh hội trưởng gật đầu. Vị trương sư này, rốt cuộc là người nào vậy? Thấy người thanh niên và tái các chủ nói đi là đi, Hoàn toàn không dây dưa, Vương Hạo Huân đi tới trước mặt. Ta cũng không biết, chỉ có điều, chuyện này phải lập tức báo lên tổng hội, ngay cả hóa phàm cảnh cũng chưa từng đạt được, sử dụng trường kiếm, đại đao, trường thương cứng rắn khắc ra một trận bàn kèm theo linh tính. Nhớ tới hành động của đối phương trước đó, Trịnh hội trưởng vẫn cảm thấy miệng co giật. Không sai, phải lập tức bẩm báo. Vương Hạo Huân cũng liên tục gật đầu. Lần đầu tiên sát hạch trận pháp sư ở phân bộ bọn họ, lại thuộc về nhân tài của phân bộ bọn họ. Lập tức truyền lên, một khi nhận được tổng bộ khen ngợi, sau này đột phá gông cùng xiềng xích, thăng cấp trận pháp sư ngũ tinh, sắp tới. Chỉ có điều, trước đó, người phải hỏi thăm một chút trước, lai lịch cụ thể và hành tung của vị trương sư này, từ đâu tới đây, lại muốn đi đâu, cũng tiện báo cáo lên. Trịnh hội trưởng căn dặn. Vâng, Vương Hảo Huân gật đầu, vội vã đi ra ngoài. Thời gian không lâu, hắn một lần nữa trở về, Mang đến một mảnh giấy, phía trên viết chi chít đầy những tin tức liên quan tới Trương Huyền. Nghiệp đoàn trận Pháp Sư là như một trong những thế lực lớn trên đại lục, hỏi thăm về một người vẫn rất đơn giản. Đặc biệt là đám người Trương Huyền vừa rồi không có cố ý che giấu hành tung. Nhân vật nhỏ đến từ Thiên Huyền Vương Quốc, chưa đầy 3 tháng, trở thành danh Sư Nhị Tinh, Luyện Đan Sư Tam Tinh, Y Sư Tam Tinh, Thi Họa Sư Tam Tinh, Thuần Thú Sư Nhị Tinh, Giám Bảo Sư Ngũ Tinh. Chuẩn trận Pháp Sư Tứ Tinh. Nhìn xong chữ ghi lại ở phía trên, môi trịnh hội trưởng trợt khô khốc. Tận mắt nhìn thấy, cũng cảm thấy nghịch thiên. Thời gian ngắn ngủi không đến 3 tháng, từ thiên huyền vương quốc loại địa phương không nhập lưu, đi tới liên minh vạn quốc, lấy tuổi tác chưa đầy 20, sát hạch chỉ ít 7 chức nghiệp, hơn nữa toàn bộ còn đều thành công, thậm chí có cấp bậc còn cao hơn hắn. Làm sao làm được? Nhìn thấy được những điều này, ta cũng rất chấn động kinh ngạc vương hảo huân cười khổ thu thập được những tin tức này hắn cũng thiếu chút nữa bị hù chết thật ra những điều này cũng không phải do ta thu thập trương sư này từng ở thiên vũ vương quốc tiêu diệt một gia tộc nhỏ tên là lâm gia lâm gia này cùng phân bộ trận pháp sư địa phương có quan hệ mật thiết bọn họ mới thu thập nhiều tin tức như vậy vương hảo huân nói tiếp chỉ có điều tuy rằng nhận được tin tức hắn tới nhưng không biết tiếp theo muốn đi đâu làm gì chúng ta có nên sớm hỏi thăm một chút, rồi trở lại báo lên tổng hội hay không? Không cần hỏi, thiên phú nghịch thiên như vậy, nếu như ta không đoán sai, nhất định muốn đi tham gia thi đấu danh sư ở Vạn Quốc Thành. Trịnh hội trưởng khoát tay áo, nói. Thi đấu danh sư. Vương Hạo Huân sửng sốt. Cuộc thi đấu với danh sư đường của 27 địa phương cấp bậc tương đương với Liên minh Vạn Quốc sao? Không sai, đây là danh sư đường ở huyễn vũ đế quốc liên hợp đề nghị. 27 chỗ phân bộ danh sư đường phía dưới, liên hợp tổ chức thịnh hội 10 năm một lần. Thiên tài như thế, tất nhiên sẽ đích thân đi tới. Cho dù không tham gia so tài, cũng nhất định phải quan sát. Trịnh hội trưởng gật đầu. Đúng vậy, huyến vũ đế quốc nhị tinh phát động thịnh hội, phần thưởng phong phú. Chỉ cần là thiên tài, đều khó có thể từ chối. Sắc mặt vương hảo huân ngưng trọng gật đầu. Vị trương sư này, tuổi còn trẻ lại có loại bản lĩnh này, nhất định sẽ tham gia. Ừ, được, mau chóng báo lên, loại thiên tài này, chúng ta cạnh tranh không lại được danh sư đường, nhưng nhất định phải để cho hắn tu luyện chức nghiệp chính, làm trận pháp sư, không thể mai một thiên phú. Trịnh hội trưởng không nói thêm gì nữa, cùng Vương Hạo Huân, hai người nhấc chân đi về phía gian phòng tường đưa tin. chương 837, Hóa Phạm Nhất Trọng Đỉnh Phong 1. Trở lại giám bảo các, Trương Huyền trực tiếp tiến vào nơi ở, vừa đến tĩnh thất, lập tức kích hoạt tụ linh trận. Vừa rồi lại là đọc sách, học tập trận pháp, thi triển kiếm ý, đao ý, thương ý, hắn sớm đã mệt mỏi không chịu nổi. Nếu không có một ý niệm duy trì, khẳng định đã sớm không kiên trì nổi. Hắn ngồi khoanh chân ở chính giữa tụ linh trận, cổ tay lật một cái, một đống linh thạch xuất hiện ở xung quanh. Tăng 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 tăng, linh thạch vừa tiến vào đại trận, linh khí ẩn chứa trong đó, lập tức bị hút ra, giống như rau xanh trong chảo dầu, phát ra âm thanh xèo xèo. Ngay sau đó hắn lại cảm thấy nồng độ linh khí trong tĩnh thất nhanh chóng tăng lên. Gấp 3, gấp 4, gấp 5 lần. Trong thời gian nháy mắt, độ dày lại đạt tới gấp hơn 6 lần so với bên ngoài. Bùm bùm, dựa theo linh khí lấy ra càng lúc càng nhiều, có linh thạch bắt đầu vỡ nát, Trương Huyền hoàn toàn không để ý chút nào, tiếp tục tăng thêm linh thạch đặt về phía bên trong, tùy ý lấy đại trận ra. Cuối cùng, nồng độ ở khoảng gấp 10 lần liền ngừng lại. Loại nồng độ linh khí này đã không chênh lệch bao nhiêu với trực tiếp hấp thu linh thạch. Bắt đầu, chuẩn bị thỏa đáng, Trương Huyền mở ra tất cả huyệt đạo toàn thân, điên cuồng hấp thu linh khí nồng đậm ở bốn phía xung quanh, chuyển hóa thành chân khí thiên đạo, tẩm bổ tiêu hao trước đó. Một lúc lâu sau, toàn thân mệt mỏi dã rời biến mất hầu như không còn. Toàn thân tràn ngập tinh thần, điều chỉnh trạng thái đến điều kiện tốt nhất. Đột phá, hắn khẽ kêu lên một tiếng, chân khí thiên đạo tràn đầy bất chợt trùng kích vách ngăn, lực lượng trong cơ thể nhanh chóng nâng cao. Giang giác, không biết qua bao lâu, một âm thanh vang lên, giống như tiếng gà con mổ vỡ vỏ trứng. Ngay sau đó chân khí trong cơ thể giống như là phá tan gông cùng xiềng xích nào đó, phát sinh lột xác kinh người. Mỗi một tế bào trên thân thể, thậm chí linh hồn, nhận được tưới đẫm, nâng cao bằng tốc độ kinh người. Tuổi thọ vốn dừng lại ở khoảng 100, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tăng lên. 110, 120, 130. Audio điện tử võ tấn bền. Cơ bắp da thịt trên thân thể cũng giống như đổi mới, trở nên càng non mịn, tràn ngập sức sống. Trong cả đời người, da của đứa trẻ sơ sinh, hài đồng là tốt nhất. Lúc này sức sống trong cơ thể tràn đầy, cho dù có chút đau xót, cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Dựa theo tuổi tác tăng lên, ăn ngũ cốc hoa màu, tạp chất trong cơ thể dần dần tăng lên, khí suy bại cũng sẽ càng lúc càng nhiều, lại không có cách nào chống cự được sự giải yếu, do đó trở nên suy nhược, cơ năng không lớn bằng lúc trước. Hóa phàm cảnh, chính là đột phá loại gông cùng xiềng xích này. Trùng kích thành công, sẽ giống như được một lần nữa thai ngén, cho dù là già trên 80 tuổi, cũng sẽ lại phát ra sức sống. Trương Huyền tu luyện chân khí thiên đạo, tuy rằng tinh thuần đến cực điểm, đối với thân thể linh hồn cũng có ích lợi cực lớn, nhưng ở trên phương diện tuổi thọ, chỉ cần không đạt được hóa phàm, vẫn chỉ có thể dừng lại ở mức độ người bình thường. Đây là khác nhau về trình độ sinh mạng, giống như con kiến, con voi, con kiến cường tráng cường thịnh mấy đi nữa, cũng không có khả năng chiến thắng được con voi nhỏ yếu nhất. Lúc này, bước qua một bước này, tuổi thọ giống như là nhận được lực lượng tinh thuần nhất trong thiên địa tẩm bổ, toàn thân đều trở nên có tinh thần sảng khoái, tinh lực tràn đầy. Tiếp tục, đạt được tăng thọ cảnh, lại ném ra một đống linh thạch, khẽ kêu lên một tiếng, công pháp thiên đạo hóa phàm cảnh nhanh chóng vận chuyển, gông cùm xiềng xích tu luyện cũng đều bị loại bỏ. Tăng thọ cảnh sơ kỳ, tăng thọ cảnh trung kỳ, tăng thọ cảnh hậu kỳ. Một lúc lâu sau, hắn được như nguyện đạt tới tăng thọ cảnh đỉnh phong. Mà lúc này tuổi thọ của hắn cũng từ khoảng 100 lật mình tăng lên gấp đôi, đạt được 200. Tăng thọ đỉnh phong, thọ nguyên gấp bội. Một hơi thở phun ra, không những không có khí thức bế tắc ư thối, ngược lại mang theo mùi thơm cam thảo. Đạt được hóa phàm, sinh mạng lột xác, thân thể giống như trẻ mới sinh vừa mới ra đời, không có tạp chất, cũng không có ô nhiễm. Hài đồng bởi vì sức sống trong cơ thể tràn đầy, có rất ít có hiện tượng miệng thối. Trương huyền hiện tại cũng vậy. Thính giác, thị giác, khứu giác, nam giác quan cũng có biến hóa kinh người hai mắt mở ra nhìn lại về phía xa con kiến ở bên ngoài mấy chục thước hắn cũng có thể nhìn thấy được rõ ràng thậm chí con chim nhỏ kêu to ở bên ngoài mấy trăm thước hắn cũng có thể nghe được rõ ràng cảnh giới tăng khiến cho nam giác quan của hắn đã gia tăng không ít thậm chí tốc độ phản ứng cũng tăng chí ít gần gấp đôi nhận biết tăng khiến người ta dễ dàng phù hợp với tự nhiên hơn dễ dàng hấp thu linh khí hơn tốc độ tu luyện cũng sẽ nhanh hơn Thảo nào có người nói, không vào hóa phàm, tất cả chỉ là con kiến hôi. Chỉ có tự mình đạt được, mới có thể hiểu được sự đáng sợ của loại cảnh giới này. Xem ra Đinh Hoành chỉ là tăng thọ cảnh nhỏ yếu nhất, có lợi hại một chút. Muốn thắng được, tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Đạt được thực lực như vậy, mới biết được, trước đây mình cùng Đinh Hoành chiến đấu, là may mắn tới mức nào. Người này nhắm mắt làm liều, tuy rằng đột phá cảnh giới, lại là nhỏ yếu nhất. Nếu như gặp phải một hóa phàm sơ kỳ ở liên minh vạn quốc, muốn thắng được, khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Đạt được tăng thọ cảnh đỉnh phong, toàn bộ lực lượng của ta cộng lại, đạt tới đủ 20 vạn đỉnh. Xoa nắm tay, Trương Huyền khẽ cười. Người khác đột phá hóa phàm, chỉ tăng tuổi thọ 10 vạn lực lớn, là một cửa ải lớn, lại không có cách nào đột phá. Mà hắn, ở thời điểm nửa bước hóa phàm, lại nắm giữ loại lực lượng này. Lúc này, cảnh giới tăng Lực lượng càng tăng mạnh gấp đôi, đạt tới cửa ải lớn 20 vạn. Chương 838: Hóa phàm nhất trọng đỉnh phong. Hai. Chỉ dựa vào lực lượng, so với cường giả hóa phàm nhị trọng nguyên khí cảnh trung kỳ, hắn cũng hoàn toàn không yếu. Nguyên khí cảnh sơ kỳ, lực lượng 15 vạn đỉnh. Trung kỳ 20 vạn đỉnh, hậu kỳ 25 vạn đỉnh, lấy loại này suy ra. Đây chỉ là tu vi chân khí, nếu như phối hợp lĩnh ngộ đối với tự nhiên lực lượng càng lớn hơn. Công pháp thiên đạo đột phá là rất nhanh, nhưng tiêu hao thật sự quá lớn. Thu thập hơn một nghìn quyển công pháp, tất nhiên biết tốc độ hóa phàm nhất trọng bình thường đột phá, người thiên tài mấy đi nữa, không mất mấy năm khổ luyện, muốn từ nhất trọng sơ kỳ, đạt được đỉnh phong, cũng không thể. Hắn chỉ dùng một canh giờ. Tốc độ cực nhanh, tuyệt đối có thể khiến cho người nghẹn họng nhìn chân chối, bị hù chết. Chỉ có điều, tốc độ thì nhanh, tiêu hao cũng thật sự quá kinh khủng tu vi thăng cấp chân khí thiên đạo cũng có lột xác càng tinh thuần tinh tế hơn nếu như nói chân khí trước đó là hạt cát có thể tiến vào khe nham thạch một ít chỗ trống thật nhỏ không bị ngăn cản mà bây giờ giống như nước chảy cho dù là vết nứt nhìn bằng mắt thường không thấy cũng có thể dễ dàng tiến vào hoàn toàn không có chút ngăn cản nào chân khí càng thanh thuần yêu cầu đối với linh khí tất nhiên cũng càng lớn hơn Vừa dỗ vừa lừa gạt lấy được mấy vạn linh thạch. Số lượng tuy nhiều, có khả năng bị hắn tinh luyện hấp thu, cũng không có bao nhiêu. Gần như 10 phần hết 9, thậm chí nhiều hơn đều lãng phí. Vốn tưởng rằng, mấy vạn linh thạch đủ cho hắn tu luyện tới hóa phàm tam, tứ trọng, cũng không cần lo lắng vì linh thạch. Lúc này xem ra, vẫn suy nghĩ quá đơn giản. Lúc này đây tu luyện, lần này ở giám bảo các, đánh cược, chỉ điểm, bán ra vô hồn kim nhân nhận được linh thạch, tự nhiên gần như tiêu hao hết không còn. Nói cách khác, hơn 5 vạn linh thạch chỉ khiến cho hắn từ tăng thọ cảnh sơ kỳ đạt được đỉnh phong. Mà đổi lại thành người khác, nhiều linh thạch như vậy, trùng kích đến hóa phàm tứ trọng cũng hoàn toàn đầy đủ. Lại biến thành nghèo rất mồng tơi. Vẻ mặt hắn cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu. Ba ngày trước, vừa dỗ vừa gạt, kiếm được hơn 5 vạn khối linh thạch, cảm thấy mình đã giàu có thể địch với một nước, được cho là phú hào một phương không nghĩ tới vừa tu luyện một chút lại biến thành như vậy thảo nào nói tu luyện là một nghề nghiệp thiêu đốt tiền hiện tại xem ra đúng là như thế không có linh thạch sau này còn muốn đột phá sợ rằng tiêu hao lớn hơn nữa loại linh thạch hạ phẩm này đã không thể thỏa mãn chuyện tu luyện của ta sau khi khổ cười xong trương huyền suy nghĩ tìm hiểu về chuyện sau này mấy vạn linh thạch chỉ tăng một tầng tu vi, nếu như còn muốn đột phá đến nguyên khí cảnh, thậm chí cảnh giới cao hơn, sao có thể không cần linh thạch càng nhiều hơn? Mấy vạn, mấy chục vạn, thậm chí mấy trăm vạn, chắc hẳn cũng còn xa mới đủ. Hơn nữa, tu vi đạt được cấp bậc nhất định, linh khí bên trong loại linh thạch này, mức độ tinh thuần không đủ, thân thể không có cách nào hấp thu. Số lượng nhiều hơn nữa, cũng sẽ giống như tảng đá, mất đi tác dụng. Xem ra sau này muốn nhanh chóng thăng cấp chỉ có thể tìm kiếm linh thạch trung phẩm cấp bậc càng cao. Loại linh thạch này mức độ tinh thuần cao, hấp thu, cũng sẽ càng thuận tiện hơn. Ba ngày đã đến, vị lạc trúc kia hẳn cũng nên tới. Đi mộ của vu hồn sư xem, nghĩ biện pháp tìm được phương pháp cứu chữa lộ trùng. Hắn đứng dậy, nhấc chân đi ra ngoài. Thời điểm trước đó đi nghiệp đoàn trận pháp sư, lại hơn hai ngày trôi qua. Ở nghiệp đoàn chậm trễ hơn nửa ngày, hiện tại lại tu luyện hơn hai canh giờ. Thời gian hẹn với Lạc Trúc, tự nhiên cũng sắp đến, nên qua thôi. Lần này đi mộ của vu hồn, dính dáng tới chuyện có thể cứu tỉnh lộ trùng hay không, tuyệt đối không thể có sơ suất. Hắn đi tới phòng khách, quả nhiên thấy Lạc Trúc đã chờ ở đó. Đám người triệu nhã cũng tu luyện xong, đồng loạt đứng ở trong đó. Mấy học sinh này vẫn không phụ lòng kỳ vọng của hắn, thời gian ba ngày, đều đạt tới trí tôn. Nhất là triệu nhã, còn là trí tôn trung kỳ, khí tức mơ hồ, lực lượng 10 phần. Ba ngày nay Tôn Cường cũng không nhàn rỗi, hoàn toàn củng cố lực lượng hóa phàm nhất trọng trung kỳ. Tuy rằng so với Trương Huyền còn kém một đoạn rất lớn, nhưng thời gian ngắn ngủi như vậy lại từ chân khí cảnh đạt được mức như vậy, cũng coi như là rất đáng sợ. Trương sư, thấy hắn đi tới, mọi người đi về phía trước. Ừ, nếu như chuẩn bị xong, chúng ta lại lên đường đi. Trương Huyền nhìn qua, đã chuẩn bị thỏa đáng. Lạc trúc gật đầu. Ba ngày nay hắn đi chuẩn bị vật phẩm đi tới mộ của Vu hồn, hiện tại đã chuẩn bị đầy đủ. Mấy vị là theo chúng ta đi, hay quay về Vạn Quốc Thành? Trương Huyền nhìn về phía đám người Triệu Phi Vũ. Mộ của Vu hồn nguy hiểm, chúng ta lại không đi. Kim Tòng Hải đang muốn cự tuyệt, đã bị Triệu Phi Vũ cắt ngang. Đương nhiên phải đi, Vu hồn sư, loại chức nghiệp thượng cổ này, ta chỉ thấy qua từ trong cổ tịch. Nếu như có thể được nhìn truyền thừa nguy hiểm nữa cũng không tính là gì cả công công tử thân thể của công tử kim tòng hải dọa cho giật mình vội vàng nói thực lực của hắn không kém gặp phải phiền phức bình thường lại có thể bảo vệ công tử nhưng vu hồn sư thật sự quỷ dị cho dù là hắn cũng cảm thấy khủng khiếp công tử thực lực gì cũng không có cứ như thế đi qua sợ rằng nguy cơ trùng trùng hắn là một hạ nhân thật sự không dám làm chủ yên tâm đi Ta tuy rằng thực lực không tốt, bảo toàn tính mạng cũng không tệ lắm." Triệu Phi Vũ khẽ cười, lại nói, "Còn không phải có Trương Sư ở đây sao? Ta còn muốn xem thử hắn làm thế nào đại náo mộ của Vu hồn." Vậy, thấy giọng nói nàng cương quyết, không cho phép người khác được nghi ngờ, Kim Tòng Hải dưới vẻ mặt dầu dĩ, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. "Tốt lắm, lên đường đi. Nếu tất cả đều quyết định muốn đi, mọi người không chút do dự." ngồi trên lưng linh thú bay, trực tiếp rời khỏi giám bảo các. Lần này vẫn là cưới linh thú của Triệu Phi Vũ, Lưng rộng, tuy rằng hơn 10 người đồng thời cưới, vẫn không xuất hiện cảm giác chật trội. Hai cánh vỗ vào không khí, bay lượn trên trời cao. Mộ của vu hồn, chúng ta tới đây. chương 839, dãy núi lớn ôn ngôn một Linh thú trực tiếp bay về phía trước, lao về phía chân trời. Rời khỏi Hồng Hải Thành đã tròn 3 ngày chỗ phương hướng nghĩa địa vu hồn cũng không giống với đi vạn quốc thành mà là ở một góc khác của liên minh ở đây sơn mạch uốn lượn quanh co giống như một con rồng lớn nằm trên mặt đất hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ bay lên bay lượn rong ruổi trên chín tầng mây trong gian phòng trên lưng thú trương huyền đứng ở phía trước cửa sổ hai mắt khép hờ ba ngày qua dĩ nhiên hắn hoàn toàn củng cố lực lượng hóa phàm nhất trọng đỉnh phong giờ phút này hắn cũng không phải tu luyện mà là sắp xếp lại ghi chép liên quan tới vu hồn sư trong đầu. Vì xác định vô hồn kim nhân, tái các chủ từng thu thập không ít sách liên quan tới vu hồn sư. Ban đầu, thời điểm ở giám bảo các đọc sách, thu tất cả vào trong đầu, hắn vẫn không có thời gian nhìn kỹ, lúc này vừa vặn rảnh rỗi. Chính xác, trong đầu hắn khẽ kêu lên, tin tức hơn 10 bộ sách không thiếu sót hội tụ vào một chỗ. Tất cả sách miêu tả liên quan tới vu hồn sư đều có cùng một nội dung quỷ dị, khiến cho người ta khiếp sợ tới cực độ. Đối với linh hồn nghiên cứu cực kỳ thấu triệt, khiến người ta kiêng kỵ. Rất nhanh lật xem hết sách một lần, Trương Huyền lắc đầu. Truyền thừa của nghề nghiệp này bị đứt đoạn, trên cơ bản không lưu lại ghi chép. Trên sách hiện tại, cũng chỉ là đôi câu vài lời, không có quá nhiều thứ thực tế. Xem một hồi, không những không có hiểu rõ, còn khiến cho trong đầu đầy mê hoặc. Thôi đi, di bước nào nhìn bước đó biết được không có nội dung gì hữu dụng hắn thở dài một tiếng mở mắt quay đầu nhìn về phía tôn cường triệu nhã các ngươi qua đây lão sư thiếu gia mọi người đi tới trước mặt trương sư có việc giao phó có cần chúng ta tránh đi hay không thấy thần sắc hắn nghiêm trọng triệu phi vũ nhìn qua sư môn truyền thừa dính dáng không ít bí mật tình huống thông thường người ngoài không tiện nghe không cần cũng không phải là chuyện gì lớn chính là nhắc nhở bọn họ một vài chuyện sau khi đi tới mộ vu hồn, phải chú ý thôi. Trương Huyền xua tay. a à, chuyện cần chú ý, vậy, chúng ta có thể nghe không? Ánh mắt của đám người triệu phi vũ, tái các chủ nhất thời sáng lên, đồng loạt nhìn qua. Đây là người nào? Danh sư ngay cả linh hồn đoạt xác cũng có thể đuổi ra ngoài, còn là giám bảo sư ngũ tinh, đại tông sư trận pháp, căn dặn trịnh trọng như vậy, khẳng định vô cùng quan trọng. Có thể sau khi nghe xong sẽ được ích lợi không nhỏ. Tiến vào mộ vu hồn, năng lực bảo toàn tính mạng sẽ tăng lên rất nhiều. Đương nhiên có thể. Không để ý tới sự hưng phấn của mọi người, Trương Huyền nhìn về phía học sinh và hạ nhân trước mắt, thần sắc nghiêm trọng. Đến mộ vu hồn, đều chú ý cho ta, ai muốn bị đoạt xác, ngàn vạn lần đừng tranh nuốt, ta còn có việc muốn hỏi. Nếu như hồn phách trước đó đoạt xác lạc trúc còn sống, nhất định có thể hỏi ra tin tức hữu dụng có thể cũng không cần mạo hiểm đi mộ vu hồn. Càng nghĩ hắn càng thấy hối hận, cho nên lần này cần trịnh trọng khác thường căn dặn. Tránh cho chờ tới lúc đó nói đã chậm, đám nhãi con này và Tôn Cường tranh cướp giết chết người ta, cho dù còn muốn hỏi thăm cũng không kịp. Vâng. Đám người Triệu Nhã liền vội vàng gật đầu. Vì đề phòng bất ngờ, trước khi tới, lão sư đã ở trên người bọn họ đều bỏ vào một luồng chân khí. Cho dù gặp phải hồn phách xông lại, cũng có thể chống lại không bị đoạt xác ừ vậy cũng không còn gì khác chỉ có chuyện này tất cả đều đi tu luyện đi giao phó xong trương huyền xua tay đám người triệu nhã gật đầu lại phân tán ra yên tĩnh ngồi xuống vậy là xong rồi vốn tưởng rằng có thể căn dặn loại chuyện gì chú ý khiến cho đôi mắt bọn họ mong chờ nhìn qua tràn ngập mong đợi nghe hắn nói như thế khóe miệng đám người triệu phi vũ tái các chủ giật một cái thiếu chút nữa ngất đi. Người khác đi mộ vu hồn, đều khẩn trương muốn chết, rất sợ xảy ra vấn đề, cẩn thận lại chú ý. Người này thì hay rồi, thế nào lại cảm giác không phải đi tới nơi nguy hiểm, mà là mang theo học sinh đi nấu cơm dã ngoại. Nếu không, vì sao phải trịnh trọng như vậy căn dặn mọi người ăn ít một chút, được chừa cho hắn vài miếng. Khủ khủ, lạc trúc còn ho khan vài tiếng, bị nước bỏ thiếu chút nữa sặc chết. Hắn vì đi mộ vu hồn này, chuẩn bị không biết bao nhiêu thứ, thậm chí ngay cả di chúc cũng viết xong. Người này thì hay rồi, cảm giác giống như đi dạo phố, tâm tình vô cùng nhàn nhã. Người so với người quả nhiên là có tranh lệch lớn. Cô nén phiền muộn, hắn cúi đầu thoáng liếc mắt nhìn địa hình phía dưới, phán đoán vị trí một chút, sau đó đi tới trước mặt Trương Huyền. Trương Sư, lập tức tới mộ vu hồn. Sắp tới, đây là địa phương nào? Trương Huyền nhìn qua, là núi cửu khúc của liên minh vạn quốc. Vạn dặm biển xích ba, ngàn dặm núi cửu khúc, nơi này là địa phương giáp giới với minh hạ đế quốc sao. Trương huyền nhíu lông mày lại một cái. Dám bảo các có địa đồ của vương quốc liên minh, trước đó hắn cũng đã xem một lần, biết được một ít phương hướng đại khái. Hắn vốn tưởng rằng cái gọi là mộ vu hồn, sẽ ở một địa phương trung bộ của liên minh, không nghĩ tới tự nhiên đến biên cảnh. Minh Hạ Đế Quốc là quốc gia thế lực cực lớn tương đương với Liên minh Vạn Quốc. 27 chỗ thế lực trong thi đấu danh sư, có tên của bọn họ. Núi Cửu Khúc là nơi giáp danh giữa hai thế lực lớn, hàng năm chinh chiến không ngừng, thuộc về một trong những giải đất cực kỳ nguy hiểm. Còn chưa tới địa phương giáp giới, ở khúc thứ ba dãy núi lớn ôn ngôn. chương 840, dãy núi lớn ôn ngôn 2. Lạc Trúc nói, núi Cửu Khúc, sơn mạch có 9 khúc, mỗi một khúc đều có một địa danh cặn kẽ hơn. Dãy núi Lớn Ôn Ngôn chính là địa phương ở khúc thứ ba. Theo lời đồn đại, một vị cao thủ tuyệt thế trên đường đi qua nơi đây, bị linh thú chiều phục kích, không chút hoang mang, dùng lời lẽ ôn hòa khuyên bảo, cuối cùng thú chiều lui bước, truyền ra thành giai thoại. Tên gọi của dãy núi Lớn Ôn Ngôn cũng bởi vậy mới có. Nơi này linh khí dồi dào, linh thú, man thú rất nhiều. Dù chưa đến giáp giới của hai nước nhưng cũng là một trong những địa phương cực kỳ nguy hiểm không ít người nghe được địa danh cũng không muốn đi tới dãy núi lớn ôn ngôn linh thú rất nhiều không thể trực tiếp bay qua nếu không rất dễ dàng gặp phải linh thú trong không trung phục kích nguy hiểm vô cùng nghe được địa danh kim tòng hải nhăn mày lại cường giả hóa phàm cảnh không thể bay nếu như trên không trung gặp phải linh thú khác công kích sẽ vô cùng nguy hiểm một khi từ không trung rơi xuống vô cùng có khả năng lập tức ngã chết cho nên, linh thú bay ở rất nhiều sơn mạch, có rất ít người bay qua. Kim tiền bối nói không sai, chỉ có điều, cũng không cần khẩn trương. Con linh thú này của công tử, đã tới hóa phàm tam trọng đỉnh phong, thực lực rất mạnh. Linh thú bình thường không dám đắc tội, chắc hẳn đủ để dẫn chúng ta đến nơi. Lạc Trúc nói, đương nhiên, cũng không có khả năng trực tiếp bay đến trước mặt. Ở gần mộ vu hồn quả thật có một con linh thú bay lợi hại, ta sợ nếu chẳng may tới gần quá mức, khiến cho nó nóng nảy, sẽ rất phiền phức. Người nói là con yêu thần thú kia. Kim Tòng Hải nói, tiền bối biết con thú này. Lạc Trúc sừng sốt, đương nhiên biết, con này đã tới hóa phàm tứ trọng đỉnh phong, lại thêm khả năng bay, liên tiếp đả thương người mạng. Liên minh từng phái ra không ít cao thủ bao vây tấn công. Đáng tiếc đều thất bại. Thần sắc Kim Tòng Hải nghiêm trọng. Hơn nữa, nó không chỉ thực lực mạnh, tốc độ nhanh. Có người nói nó còn có huyết mạch long tộc, phòng ngự vô địch, vô cùng khó đối phó. Ngay cả thú đường cũng không có cách nào bắt được bọn chúng. Người nói mộ vu hồn cách chỗ nó ở, cụ thể có xa lắm không? Không xa, chỉ có khoảng mấy trăm thước. Lần trước ta tới, là nghiên cứu quy luật, chờ nó ra ngoài kiếm ăn, mới tìm cơ hội tiến vào trong. Lần này chúng ta nhiều người, mục tiêu lớn, theo ý của ta vẫn nên cẩn thận một chút cho thỏa đáng chuẩn bị trước đi bộ qua lạc trúc nói mấy trăm thước vậy cũng quá gần lông mày kim tòng hải nhân lại hóa phàm tứ trọng trọc thanh cảnh thanh trọc rõ ràng hồn thịt chia lìa cho dù không cần nhìn chỉ dựa vào cảm ứng có thể phát hiện ra thứ ở bên ngoài mấy trăm thước khoảng cách gần như vậy có thể nói đã ở trung tâm xào huyệt của đối phương loại khoảng cách này đừng nói bay qua cho dù đi bộ tới cũng có thể quấy nhiễu đối phương Hắn mặc dù là hóa phàm tứ trọng, đáng tiếc chỉ là sơ kỳ. Đối mặt với loại man thú bay nắm giữ huyết mạch long tộc này, hắn hoàn toàn không có lực chống lại. Cho dù thân là độc sư có thể dùng độc, cũng cần đối phương hoàn toàn không có đề phòng mới được. Có thể bay, lại thêm huyết mạch long tộc có tính kháng độc lớn. Một đòn không trúng, chọc giận đối phương, làm không tốt sẽ giết tất cả mọi người. Vốn tưởng rằng mộ vu hồn lại đủ nguy hiểm, không nghĩ tới gần đó còn có thứ hung mãnh như vậy là rất gần, chỉ có điều, ta trước đó ở chỗ này ẩn nấp 3 tháng, tìm ra quy luật. Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, dựa theo quy luật hành sự, cũng sẽ không bị phát hiện. Lạc Trúc có chút do dự nói. Nếu ngươi tìm được quy luật, ta xem không bằng như vậy. Có chút do dự, Kim Tòng Hải nhìn qua. Trương Sư, chúng ta có thể hạ xuống sớm, cách nơi đó hai cây số, sau đó đi bộ qua hay không? Hiện tại, mọi người đều giống như thiên lôi để trương huyền sai đâu đánh đó lựa chọn thế nào tất nhiên phải nghe hắn được trương huyền gật đầu hắn chưa từng tới càng không biết yêu thần thú mạnh như thế nào nếu hai người bàn bạc xong quyết định như vậy là tốt rồi hai cây số mà thôi đối với người thực lực như bọn họ mà nói căn bản không tính là khoảng cách tốt lắm cứ quyết định như vậy đi đến nơi ngươi nói một tiếng ta thông báo sớm với thú sủng để cho nó hạ xuống đất. Kim Tòng Hải nói, ừ, Lạc Trúc gật đầu, yêu thần thú này ngươi cũng nghe qua. Mấy người bàn bạc, tôn cường ở một bên, sau khi nhìn thấy tái các chủ nghe được yêu thần thú, sắc mặt trắng bệch, hắn không nhịn được hỏi. Tất nhiên từng nghe nói, tái các chủ cười khổ, con vật này thực lực cường đại vô cùng, có người nói đường chủ thú đường, dẫn theo 12 vị trưởng lão, đồng thời bao vây săn bắt, chưa từng thành công. 12 vị trưởng lão. Đúng vậy, có thể trở thành trưởng lão của thú đường, thực lực đều không khác mấy so với ta. Nhiều người như vậy chưa từng thành công, đủ có thể thấy được sự cường đại. Tái các chủ lắc đầu. Con này không chỉ có thể bay, bởi vì có huyết mạch long tộc, phòng ngự rất mạnh, đau thương bất nhập. Cho dù là binh khí linh cấp trung phẩm, toàn lực đâm tới, chưa từng có tác dụng gì. Tốc độ nhanh, phòng ngự mạnh mẽ, tính cách táo bạo, ý thức địa bàn nặng nếu quả thật canh giữ ở nơi này, chúng ta nghĩ đi qua, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Người sợ, cắt ngang lời hắn, vẻ mặt tôn cường khinh bỉ. Thật sự sợ cũng đừng đi, trở về làm các chủ giám bảo các. Ta, khiếp sợ, nhìn thấy được biểu tình của đối phương, tái các chủ thiếu chút nữa ngất đi. Hắn đường đường là cường giả hóa phàm tứ trọng, tự nhiên bị một quản gia nhỏ khinh bỉ, trong giọng nói còn mang theo sự cười nhạo. Chủ nhân kiêu ngạo, không nghĩ tới quản gia càng kiêu ngạo hơn. Hắn tức giận thở loạn, đang muốn nói chuyện, liền nghe được giọng nói của Lạc Trúc vang lên. Đến rồi. Âm thanh kết thúc, mọi người lập tức cảm thấy man thú bay phía dưới lắc người một cái, trực tiếp hạ xuống về phía sơn mạch cỏ mọc lan ra. Chương 841, có người tới trước một. Núi non chập trùng, từ trên lưng linh thú nhảy xuống, Trương Huyền hít sâu một hơi, lập tức cảm thấy linh khí xung quanh cuồn cuộn. cuộn quả nhiên so với nơi khác còn muốn nồng đậm hơn nhiều gần như là gấp hai trong lòng hắn âm thầm phán đoán thảo nào trước đó đám người lạc trúc kim tòng hải nói linh thú ở nơi này tương đối nhiều linh khí nồng đậm như vậy tu luyện làm ít công to quả thật có thể thu hút không ít kẻ chiếm núi làm vua bất kể linh thú hay man thú đều giống như nhân loại cũng thích địa phương linh khí rồi rồi mắt minh lý lóe lên trương huyền nhìn quanh một vòng quả nhiên khiến cho hắn nhìn ra được dấu vết của rất nhiều man thú, linh thú lưu lại. Ừ, thế nào lại có nhiều vết chân như vậy? Đột nhiên, mắt hắn dừng lại. Cách đó không xa, trên mặt đất không chỉ lưu có móng vuốt của man thú, còn có dấu chân của nhân loại, chi chít chỉ ít mười mấy người. Hơn nữa, nhìn cấu tạo và tính chất mức độ đất đai ướt át, chắc là mới vừa đi qua không lâu. Có người qua, sẽ không phải cũng biết mộ vu hồn chứ cũng thấy được những vết chân này, lông mày Kim Tòng Hải nhíu lại một cái. Bên trong phạm vi hai cây số, đã coi như là sắp bước vào phạm vi của yêu thần thú. Dựa theo đạo lý, loại địa phương nguy hiểm này, chắc hẳn là có thể trốn được bao xa thì trốn đi bấy ích, làm sao có thể có người mỏi mắt trông chờ chạy tới chịu chết. Trừ khi có lợi ích lớn hơn nữa kích động, nói cách khác, vô cùng có khả năng có những người khác cũng biết về mộ vu hồn. Cái chức nghiệp thượng cổ này, tuy rằng quỷ dị, lại đại biểu cho truyền thừa của một văn minh, vị trí mộ đưa ra ánh sáng, tuyệt đối có thể thu hút vô số cường giả đến đây. Lại giống như bán đấu giá vô hồn kim nhân, thu hút vô số thế lực. Không có khả năng mộ vu hồn ở vị trí vô cùng cơ mật, ngay cả ta điều tra được tài liệu liên quan cũng tìm kiếm hồi lâu mới tìm được, không có khả năng có người biết được. Hơn nữa, lúc ta rời đi, lấp kín ngôi mộ, không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Lạc Trúc lắc đầu, truyền thừa vu hồn từ thời kỳ thượng cổ lại đứt đoạn hắn mặc dù có thể biết vẫn là nhận được tin tức ở một tòa mộ cổ tiền bối chủ nhân của ngôi mộ này từng tham dự qua việc xây dựng mộ vu hồn lưu lại từ đơn tiếng vụn căn cứ những điều này tốn không biết bao nhiêu công sức lúc này hắn mới tìm được vị trí hắn lại không tin còn có người sẽ có vận khí như vậy vậy những vết chân này kim tòng hải nghi ngờ ta cũng không biết tuy rằng xác nhận vị trí cụ thể của mộ vu hồn sẽ không để lộ ra nhìn những vết chân mới này lạc trúc vẫn còn có chút lo lắng phương hướng những vết chân này đi tới có đúng hay không trương huyền hỏi đúng nhận biết phương hướng vị trí một chút lạc trúc nói vậy cũng đừng giàu dĩ nữa đi qua nhìn một chút sẽ biết trương huyền khoát tay chặn lại đã có người nhanh chân đến trước lại đi qua xem một chút nếu như có thể cùng hưởng tin tức là hay nhất làm không được, có thể còn nghĩ biện pháp khác." Lại nói, chỉ là vài vết chân mà thôi, chưa chắc chính là tìm được mộ vu hồn. "Ừ." Mọi người gật đầu, đi về phía trước. Vết chân càng ngày càng nhiều. Càng về phía trước, mức độ vết chân tập trung rất rõ ràng, so với trước cũng càng nhiều hơn. Hiển nhiên có không ít người tập trung qua. Những vết chân này lún xuống đất rất cạn, hơn nữa khoảng cách mỗi một bước đều không chênh lệch nhiều nói rõ đối với khống chế tất nhiên rất mạnh, cho dù không phải là cố ý gây nên, cũng có thể so sánh chính xác. Bởi vậy, người lưu lại vết chân, sợ rằng chỉ ít cũng là cường giả hóa phàm nhị, tam trọng. Cúi đầu nhìn vết chân, Kim Tòng Hải nói. Làm độc sư, từng bị người đuổi giết vạn dặm, hắn đặc biệt nghiên cứu qua những điều này. Đối với những manh mối này, hắn phán đoán hết sức chính xác. Ừ, Trương Huyền gật đầu, Hắn không học qua tri thức liên quan tới truy tìm tung tích, nhưng mắt Minh Lý chiếu xuống, tu vi đại khái của chủ nhân vết chân, hắn vẫn có thể đủ phân biệt ra được. Công tử, nếu như gặp phải nguy hiểm, người lập tức triệu hoán thú sủng, dẫn mọi người rời khỏi đây. Chương 842, có người tới trước hai. Đoán được có không ít người, tu vi cũng đều không thấp, khuôn mặt Kim Tòng Hải nghiêm trọng, vừa đi về phía trước, vừa truyền âm qua. Vậy còn ngươi Triệu Phi Vũ nhìn qua, thực lực của ta ở Liên minh Vạn Quốc tuy rằng không tính là đứng đầu, năng lực bảo toàn tính mạng vẫn phải có. Nếu như phân tâm chiếu cố các ngươi, gặp phải nguy hiểm, ai cũng trốn không thoát." Kim Tòng Hải nói, "Thân là độc sư, cho dù đối phương nhiều người hơn nữa, muốn giết chết hắn cũng không dễ dàng như vậy. Độc sư không e ngại nhất chính là bao vây tấn công." "Được, thấy đối phương đưa ra quyết định, Triệu Phi Vũ gật đầu mặc dù có danh sư đường giáo hóa khắp nơi, chuyện giết người đoạt của, tập kích bất ngờ đả thương người cũng không nhiều, nhưng không có nghĩa là không có. Nơi đây ngoài vùng hoang dã, nếu chẳng may bị người bao vây tấn công, chết cũng không biết chết như thế nào. Cho dù nàng thân là công chúa của Liên minh Vạn Quốc, muốn truy tìm điều tra, sợ rằng cũng khó có thể điều tra ra. Cẩn thận một chút vẫn thỏa đáng hơn. Các ngươi cũng cẩn thận. Thấy bầu không khí nghiêm trọng, Trương Huyền cũng căn dặn đám người triệu nhã một tiếng, sau đó đi tới trước mặt mấy người. Gặp phải nguy hiểm, nắm giữ mắt Minh Lý, Thiên Đạo Đồ thư quán, năng lực bảo toàn tính mạng của hắn còn mạnh hơn một chút. Những học sinh này vừa đột phá không lâu, lại nói ngay cả hóa phàm cảnh cũng chưa từng đạt được, sợ rằng khó có thể ứng phó. Vâng. Thấy lão sư ngăn cản ở phía trước, bóng lưng giống như một ngọn núi lớn, đám người triệu nhã siết chặt nắm đấm. Bất kể là lúc nào ở chỗ nào, chỉ cần lão sư ở bên cạnh, trong lòng bọn họ đều sẽ bình tĩnh, không lại nóng nảy. Cẩn thận đi về phía trước, đi đại khái khoảng 1.000 mét, bay qua một triền núi, lập tức nhìn thấy được một sơn cốc xuất hiện ở trước mắt. Sơn cốc sâu xa, liếc mắt không nhìn thấy được điểm cuối. Các loại cây cối cây bụi, bởi vì linh khí đầy đủ, mọc vô cùng rậm rạp. Những vết chân trước đó, đi tới nơi này, mất đi tung tích, cũng không nhìn thấy nữa trương sư, mộ vu hồn ở một trong sơn cốc nơi này. Lạc Trúc đi tới phía trước. Ừ, trương huyền gật đầu, đang muốn căn dặn cẩn thận, lại nghe ầm một tiếng. Mấy bóng người từ trong bụi cỏ chui ra, ngăn cản ở trước mặt. Người nào? Đối phương thấp giọng, trong giọng nói mang theo ý không tốt. Trương Huyền nhìn lại, là sáu người thanh niên, mỗi một người dáng vẻ đều chừng 30 tuổi, khí tức trên người mơ hồ, tự nhiên đều không thua kém gì hóa phàm nhị trọng một người thanh niên mạnh nhất mặc áo bảo sám còn đạt tới hóa phàm tam trọng âm dương cảnh thực lực như vậy so với danh sư tống siêu trước đó gặp phải cũng hoàn toàn không yếu hơn các ngươi lại là người nào kim tòng hải bước lên trước thực lực trên người thể hiện ra trốn ở chỗ này lén lén lút lút muốn làm gì hóa phàm tứ trọng cảm nhận được lực lượng trên người hắn sắc mặt mấy người thanh niên thoáng thay đổi nhìn nhau người thanh niên mặc áo bảo sám tu vi cao nhất, nói. Vị tiền bối này, trưởng bối nhà chúng ta, ở bên trong có việc cần làm, tối kỵ làm phiền. Mong rằng mấy vị đi đường vòng đi. Đi đường vòng. Lông mày nhíu lại một cái, sắc mặt kim tòng hải trầm xuống. Chúng ta qua cũng có chuyện muốn làm, vẫn mong tránh ra. Tiền bối đây là muốn động thủ. Thấy thái độ hắn cứng rắn như thế, sắc mặt mấy người khó coi. Xôn sao? từng tiếng rõ ràng vang lên, bội kiếm cầm trong tay đồng thời rút ra. Mặc dù bọn họ chỉ là hóa phàm nhị trọng, tam trọng, nhưng lại hoàn toàn không có ý lui về phía sau. Động thủ, các ngươi ngăn cản được ta sao? Kim Tòng Hải bước lên trước, khí thức cường thịnh, như rồng như hổ, khiến người ta có một loại cảm giác khó có thể chống cự. chương 843, đường chủ thú đường 1. Không ngăn cản được cũng phải ngăn cản thanh niên mặc áo bào màu xám cũng không lui lại, mà là ngoắc tay, bước lên trước. Ngay lập tức, mấy người đồng thời xuất kiếm, một hồi những tiếng động khẽ vang lên. Sáu thanh kiếm hình thành lưới kiếm, đâm qua. Tu vi của bọn họ so với Kim Tòng Hải, chênh lệch rất lớn, lại kiếm khí ngang dọc, khiến người ta có một loại cảm giác khó có thể đột phá. Trận pháp cùng tấn công. Lông mày Kim Tòng Hải nâng lên. Chiêu số của mấy người này bổ sung cho nhau, thi triển ra là một trận pháp. Hơn nữa nhìn đẳng cấp, hoàn toàn không yếu, cho dù thực lực của hắn vượt xa mọi người, thật sự muốn chiến đấu, chỉ sợ cũng không chiếm được tiện nghi. Loại trận pháp bao vây tấn công này, có thể khiến cho tu vi thấp liên hợp lại, phát huy thực lực tốt hơn, lấy yếu thắng mạnh. Giống như đám người Triệu Nhã, Viên Đào trước đây thua Lục Tầm, liên hợp lại, lại đánh cho hắn bị thương. Người thanh niên mặc áo bào màu xám mạnh nhất trong 6 người này chỉ có hóa phàm tam trọng số còn lại chỉ có nhị trọng nhưng phối hợp trận pháp lực chiến đấu lại khác hẳn khí tức phun ra nuốt vào kiếm khí ngang dọc cho dù đối mặt với cường giả hóa phạm tứ trọng cũng hoàn toàn không yếu hư lông mày dựng lên kim tòng hải hoàn toàn không có chút khẩn trương nào bàn chân đạp mạnh ở trên mặt đất người chợt lao về phía trước năm ngón tay có chân khí gào thét không khí xung quanh nén lại ngăn cản tất cả kiếm khí lao đến bao vây tiêu diệt ở bên ngoài đây là lần đầu tiên Trương Huyền nhìn thấy cường giả hóa phàm tứ trọng toàn lực thi triển lực lượng. Chỉ nhìn vài cái, hắn lại đầy chấn động kinh ngạc. Kim Tòng Hải tuy rằng không sử dụng binh khí, nhưng từng chiêu từng thức trong đó, tự dẫn theo pháp luật, lực lượng hoặc nhẹ hoặc nặng, điều động không khí xung quanh. Trận pháp cùng tấn công của sáu người mặc dù xảo diệu, muốn tổn thương hắn, lại cũng không dễ dàng như vậy. Chỉ có điều, hắn cũng bị sáu thanh trường kiếm vây khốn, trong khoảng thời gian ngắn muốn phá ra, cũng không đơn giản như vậy. Đương nhiên, đây là nguyên nhân hắn không sử dụng độc. Một khi sử dụng, không quan tâm là trận pháp gì, nhiều người tới hơn nữa, cũng lập tức tháo chạy. Chỉ là, giữa hai bên cũng không có thủ lớn sinh tử. Lại nói, mấy người này vẫn không đến mức khiến cho hắn dùng đến tuyệt chiêu. Âm ầm ầm lực lượng hai bên hung bạo mạnh mẽ, lại chỉ xoay quanh ở bên trong phạm vi mấy chục thước, vẫn chưa lộ ra, cho thấy lực kiểm soát rất mạnh. Ta tới giúp ngươi. Thấy hai bên đánh khó bỏ khó phân, trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào định ra thắng bại, rất sợ trì hoãn quá lâu sẽ quấy rầy yêu thần thú, tái các chủ khẽ kêu lên một tiếng, tiến vào vòng chiến. Thực lực của hắn so với Kim Tòng Hải, hoàn toàn không yếu. Thêm một người vào, kiếm trận hợp kích lập tức không chịu nổi. Sáu người thanh niên đều lui về phía sau. Sau mấy chiêu, trường kiếm tuột khỏi tay, mọi người giống như kiệt sức thực lực của bọn họ vốn cũng không bình thường, lại có hai vị cường giả hóa phàm tứ trọng, tất nhiên không chống đỡ nổi. Được rồi, thấy đánh bại bọn họ, tái các chủ, Kim Tòng Hải còn muốn tiến lên, Trương Huyền khoát tay áo. Đừng đánh nữa, đều là người một nhà. Nghe hắn nói như thế, tất cả mọi người đều sửng sốt. Chẳng lẽ Trương sư biết những người này? Người một nhà? Người thanh niên mặc áo bảo màu xám càng nghi ngờ hơn, kỳ quái nhìn qua tại hạ là thuần thú sư Trương Huyền. Không để ý tới thái độ của đối phương, Trương Huyền bước lên trước, cổ tay lật một cái, lấy ra ngoài huy hiệu đại biểu thân phận thuần thú sư. Nói vậy các vị cũng là thuần thú sư. Nhìn thấy được huy hiệu, mấy người thanh niên lập tức thở phào nhẹ nhõm. Từng người lật cổ tay một cái, cũng lấy ra thứ đại biểu thân phận. Quả nhiên giống như lời Trương Huyền nói, đều là thuần thú sư. Các ngươi là người của thú đường. Những mày, tái các chủ hỏi. Có thể thoáng cái xuất hiện sáu vị thuần thú sư, chỉ có thú đường mới có năng lực này. Đúng, người thanh niên mặc áo bảo màu xám gật đầu. Tại hạ là tái tiêu vũ của giám bảo các, không biết đường chủ của các ngươi là Hàn Trùng hay La Minh. Tái các chủ nói, là Hàn Trùng đường chủ, tái tiêu vũ, hóa ra là tái các chủ, vãn bối thất kính. Nghe được tên, đầu tiên là sửng sốt, lập tức nhớ tới một người, thanh niên mặc áo bảo màu xám bị dọa cho giật mình, vội vàng ôm quyền. Toàn bộ liên minh vạn quốc có hai phân bộ thú đường. Đường chủ theo thứ tự là Hàn Trùng và La Minh, nhưng dám bảo các chỉ có một, lại ở Hồng Hải Thanh. Vì các chủ này, tu vi có khả năng không bằng hội trưởng của bọn họ, địa vị lại không kém hơn chút nào, thậm chí được các chức nghiệp tôn trọng, kết giao cực rộng. Người có địa vị tương tự với Hàn đường chủ bọn họ, thua cũng không tính là gì cả. Ừ, hóa ra là người của lão Hàn, ta và Hàn đường chủ các ngươi là bằng hữu cũ. Biết lai lịch, tái các chủ gật đầu, đồng thời đầy nghi ngờ nhìn qua. Phân bộ thú đường của các ngươi ở vạn quốc thành gần đây, tới đây làm gì? Hàn Trung là đường chủ phân bộ thú đường, ở trong sơn mạch cách vạn quốc thành rất gần. Nơi này là núi cửu khúc, tranh lệch hơn 10 vạn cây số. Một đám thuần thú sư chạy ở đây làm gì? Hồi bẩm tái các chủ, là đường chủ chúng ta đang thuần phục yêu thần thú. Biết đối phương là bạn lâu năm của đường chủ, người thanh niên mặc áo bảo màu xám cũng không giấu giếm, nói. Thuần phục yêu thần thú, đường chủ các ngươi không phải ba năm trước đây đã động thủ, vẫn chưa thành công sao. Tái các chủ kỳ quái. Vừa rồi hắn và Tôn Cường đã nói qua, vị hàn trùng đường chủ này, từng ở ba năm trước đây dẫn theo 12 vị trưởng lão vây bắt yêu thần thú, kết quả sắp thành lại bại chẳng lẽ người này còn chưa có chết tâm, lại chạy tới. Đường chủ từng tới, bởi vì lần đó không thành công, cho nên ba năm nay, vừa có thời gian rảnh rỗi lại qua chấn giữ ở chỗ này, cùng khai thông giao lưu. Thời gian ở chung dài như vậy, quan hệ một người một thú đã rất tốt. Cho nên, đường chủ dự định ngày hôm nay thi triển thủ đoạn cuối cùng, thuần phục. Vì phòng ngừa bị làm phiền, lệnh cho chúng ta canh giữ ở chỗ này, không cho man thú, người lạ xông vào người thanh niên mặc áo bảo màu xám nói. chương 844, đường chủ thú đường 2. Tái các chủ gật đầu. Trương Huyền cũng hiểu được. Thuần thú sư bình thường không có chân khí thiên đạo, không có khả năng coi đây là mồi, ép man thú khuất phục, chỉ có thể dựa vào tích lũy tháng ngày ở gần, lấy lòng, cảm hóa nó. Đã nghĩ trước đây mạc vũ thuần phục thanh ưng thú, cũng dựa vào các loại bảo vật thu hút, mới thu được thiện cảm. 3 năm, Dựa vào thủ đoạn của Hàn Trùng Đường chủ, nói vậy con yêu thần thú này đã bị cảm hóa gần được, lúc này mới dự định không ngừng nỗ lực cho đến kết thúc thuần phục. Chúng ta có thể đi qua nhìn một chút hay không? Nghe được bạn Lâu năm đang thuần phục con man thú ở toàn bộ liên minh cũng có tiếng xấu này, do dự một chút, tái các chủ nói. Nếu như gặp phải phiền phức, cũng có thể hỗ trợ một chút. Thuần thú cũng không phải dễ dàng như vậy, dễ dàng thuần phục còn tốt không thành công lại vô cùng có khả năng chọc giận đối phương. Có người nói 3 năm trước đây, hàn đường chủ cũng từng bị nó tổn thương qua, tu dưỡng hơn một tháng. Ừ, được rồi. Có chút do so dự, người thanh niên mặc áo bảo màu xám gật đầu. Chỉ có điều, các người phải cẩn thận một chút, yêu thần thú tính tình cao ngạo hung bạo, ngàn vạn lần không thể làm nó tức giận. Tái các chủ địa vị được tôn sùng, cho dù hắn muốn ngăn trở, cũng không đủ tư cách dù sao hiện tại đang chuẩn bị, thuần thú còn chưa bắt đầu. Cho dù dẫn người vào đi, đường chủ cũng sẽ không trách tội. Yên tâm đi, ta và đường chủ các ngươi là bạn cũng nhiều năm, sẽ không làm chậm chế chuyện của hắn. Tái các chủ cười nói. Biết loại cường giả này, tự giữ thân phận, xem thường nói dối, người thanh niên mặc áo bảo màu xám gật đầu, căn dặn mấy người thanh niên còn lại một tiếng. Mấy người các ngươi tiếp tục canh giữ ở chỗ này, đừng để cho man thú người xa lạ qua nói xong bắt chuyện một tiếng đi trước về phía bên trong sơn cốc tái các chủ mời đi bên này mọi người đi theo đi một hồi sơn cốc chật hẹp đầy cây cối rộng mở sáng rõ tiếng nước vang lớn một thác nước từ khe núi chảy xuống trên mặt đất hình thành một đầm nước đường kính mấy trăm thước trên vách đá cách đầm nước không xa là một sơn động cực lớn ngoài động mấy lão già đang đứng ở bên ngoài hình như đang đợi cái gì đó nghe được tiếng bước chân mấy người xoay đầu lại một lão già ở chính giữa đang muốn nói chuyện thấy được tái các chủ trong đám người ánh mắt nhất thời sáng lên tái các chủ người thế nào lại tới nơi này vừa vặn đi ngang qua nơi đây tìm vài thứ bị các học sinh của ngươi ngăn cản nên mới biết người dự định lại thuần phục yêu thần thú liền tới xem một chút tái các chủ nói đó chính là đường chủ thú đường ở vạn quốc thành hàn trùng tình huống của ta, người cũng biết, hai đại thú đường ở liên minh vạn quốc, cạnh tranh kịch liệt. Chỉ có một vị đường chủ, có cơ hội tiến vào huyễn vũ đế quốc tiến tu. Nếu như không thuần phục một con man thú có thể trấn áp những người khác, thật sự không có cách nào. Hàn trùng đường chủ cười khổ. Liên minh vạn quốc, hai đại thú đường vẫn cạnh tranh, rằng có chưa xong, vì tranh đoạt tư cách đi tới thú đường càng cao hơn tiến tu. Hai đại đường chủ đã tranh đấu gay gắt không biết bao nhiêu năm, đáng tiếc đối với thuần thú sư mà nói tranh đấu khác đều là giả có thể thuần phục một con linh thú cầm ra tay mới là vương đạo bởi vậy ba năm qua hắn vẫn kiên trì không ngừng chính là muốn thuần phục con yêu thần thú này đi tới trước mặt đối phương điều này ngược lại cũng đúng nghe nói ba năm nay ngươi vẫn khai thông với nó thế nào tái các chủ nhìn qua so với trước cũng không khác biệt lắm yêu thần thú trong cơ thể ẩn chứa huyết mạch long tộc tính cách cao ngạo quái gở nếu dễ dàng thuần phục như vậy cũng không đến mức tốn tâm huyết lớn như vậy nếu như không phải đặc sứ Huyễn Vũ Đế quốc mấy ngày nữa sẽ đi tới ta thật sự không có cách nào khẳng định không lỗ mãng như thế ngày hôm nay liền quyết định ngả bài Hàn Đường chủ lắc đầu đối với loại linh thú cấp bậc như vậy mà nói ba năm ở chung vẫn hơi ngắn nhưng hắn thật sự không có cách nào đặc sứ lại lập tức tới nếu như lúc này không thể thuần phục con vật này trước, so với vị la minh đường chủ kia, không những hoàn toàn không có ưu thế, thậm chí còn mang theo tình thế không thuận lợi. Một khi không được chọn lựa, thăng cấp thuần thú sư đường ngũ tinh, gần như đã bị hoàn toàn phá hỏng, cả đời vô vọng. Vậy các người chờ ở chỗ này là, nếu muốn thuần phục, yêu thần thú làm nhân vật chính ở chỗ nào? Một đám người đứng ở chỗ này lại muốn làm gì? Lại ở trong sơn động kia, con vật này thông thường đều vào lúc giữa chưa đi ra kiếm ăn. Hiện tại canh giờ chưa đến, vẫn đang nghỉ ngơi. Hàn đường chủ chỉ về phía trước. À, tái các chủ gật đầu. Mấy vị này là vãn bối của ngươi. Giải thích xong, hàn đường chủ nhìn về phía đám người trương huyền, nghi ngờ hỏi. Khủ khủ, nghe được hắn nói trương sư là vãn bối của hắn. Tái các chủ bị dọa cho giật mình, đang muốn giải thích, lại nghe giọng nói của trương huyền vang lên tại hạ trương huyền là bằng hữu của tái các chủ bằng hữu hàn đường chủ sừng sốt tái các chủ lại là giám bảo sư tứ tinh địa vị cao so với hắn cũng hoàn toàn không yếu như thế nào lại làm bằng hữu cùng một tiểu tử tuổi tác chưa đủ 20? không biết trương tiểu huynh đệ là loại nghề nghiệp nào đầy nghi ngờ hắn không nhịn được hỏi hồi bẩm đường chủ hắn cho thấy là thuần thú sư nhị tinh vừa rồi ta đã xem qua huy hiệu Trương Huyền vẫn chưa trả lời, người thanh niên mặc áo bảo màu xám đứng ở một bên nói: "Thuần thú sư nhị tinh." Sắc mặt Hàn Đường chủ càng cổ quái. Loại thuần thú sư cấp bậc như vậy, thú đường bọn họ chộp một cái được một đống. Từ khi nào tái các chủ rơi xuống đến mức cùng người như thế trở thành bằng hữu? Chương 845: Cứng rắn cướp một. Hóa ra tiểu huynh đệ cũng là thuần thú sư, trẻ tuổi như vậy lại đạt được nhị tinh, quả nhiên anh hùng tuổi trẻ trong lòng kỳ quái, trên mặt hắn lại không biểu hiện ra ngoài, chắp tay cười nói một câu, liền không nói thêm gì nữa. Thuần thú sư nhị tinh chưa đầy 20, tuy rằng là thiên tài, nhưng ở thú đường bọn họ, còn có thể lấy ra một đám lớn, không tính là gì cả. Thấy trong giọng nói của hắn mang theo ý có lệ, Trương Huyền cũng lời giải thích. Lần này hắn qua là vì mộ vu hồn, đối phương có biết hay không, coi trọng hay không coi trọng, đều không có quan hệ quá lớn với hắn chỉ cần không làm lỡ chính sự là được hàn đường chủ trương thấy bộ dáng bạn cũng như vậy biết hắn khẳng định không biết thân phận của người thanh niên trước mắt này vừa định giải thích một chút khiến cho hắn coi trọng liền nghe được mặt đất ngay phía trước chấn động một âm thanh kịch liệt vang lên gào từ sơn động truyền đến mang theo mùi xét đánh giống như tiếng sấm dưới sóng âm kích động cây cối xung quanh khô héo lá cây đều rơi xuống lợi hải ánh mắt Trương Huyền thoáng ngưng trọng. Không nói gì khác, chỉ dựa vào âm thanh này, đứng mũi chịu sao, người tu luyện dưới tông sư, sợ rằng cũng có thể lập tức đánh chết, hoàn toàn không có chút năng lực phản kháng nào. Uy lực của một tiếng gầm, cường đại như vậy, không hổ danh là mãnh thú nổi danh trong toàn bộ liên minh vạn quốc, quả nhiên đáng sợ. Nó tỉnh rồi, bắt đầu đi. Ánh mắt hàn đường chủ nhất thời sáng lên, lại không có thời gian để ý tới lời tái các chủ nói, quay đầu lại căn dặn một tiếng mấy lão già bên cạnh hắn, nghe được phân phó, đồng thời gật đầu, đồng loạt tiến lên một bước. Một người dẫn đầu, cổ tay lật một cái. Âm âm, một thi thể con linh thú cực lớn xuất hiện ở trước mắt. Thi thể lộc quần thú hóa phàm nhị trọng, thứ này cũng có thể săn giết bắt được sao? Nhìn thấy được cái này, triệu phi vũ trong đám người, lông mày thoáng giật một cái, có vẻ không thể tin được. Linh thú này rất lợi hại sao? Tôn Cường nghi ngờ nhìn qua lộc quần thú là một loại linh thú cấp bậc hóa phàm nhị trọng tu vi không cao nhưng tốc độ cực nhanh chất thịt ngon là con mồi linh thú thậm chí người tu luyện cũng thích số lượng rất ít ỏi toàn bộ núi cửu khúc cũng không nhất định có thể có một con có thể bắt được cũng giết chết khẳng định tốn không ít thời gian và phải trả cái giá lớn từ nhỏ mắc phải bệnh lạ thân thể không thể động đậy chỉ có thể dựa vào đọc sách qua ngày lộc quần thú vốn là hiếu kỳ triệu phi vũ nhớ rất rõ ràng xem ra ngươi biết không ít, con lộc quần thú này là do 17 vị thuần thú sư của thú đường chúng ta đồng thời xuất động, tốn nửa năm, bày ra thiên la địa võng mới đuổi tới. Có thể nói, toàn bộ liên minh vạn quốc lại chỉ có một con này. Còn muốn tìm một con khác, cũng làm không được, vạn vàng khó cầu. Nghe được hai người nói chuyện, người thanh niên mặc áo bảo màu xám mỉm cười, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo. Lộc quần thú, tuy rằng cấp bậc không tính là quá cao, lại trời sinh có tính cảnh giác, giảo hoạt giống như hồ ly. Nếu không nhiều thuần thú sư như vậy đồng thời xuất động, cũng đừng hòng mơ tưởng bắt được. Ừ, mặc dù đối phương nói tự kỷ, Triệu Phi Vũ vẫn công nhận gật đầu. Vật này quả thật không dễ bắt, năm đó vương thất liên minh cũng chính là minh chủ phủ, một vị vương tử bị bệnh, cần phải có trái tim của loại linh thú này làm thuốc, từng treo giải thưởng lớn 5 năm, chưa từng nhận được. Cuối cùng vị vương tử kia bởi vì không có cách nào điều chế thuốc, không trị được mà chết, trở thành một chuyện đáng tiếc lớn. Nàng cũng chính là nghe nói về chuyện này, tìm sách đọc, biết được loại sinh mạng lộc quần thú này. Lộc quần thú không chỉ chất thịt ngon, quan trọng nhất chính là loại linh thú này, lấy linh dược làm thức ăn, thực lực không cao, linh lực lại 10 phần, giống như thuốc đại bổ, linh thú khác ăn vào, rất dễ dàng đột phá cảnh giới, đạt được thực lực càng cao hơn. Tái các chủ nói chen vào có thể nói đó là một tấn cấp đan di động thì ra là thế xem ra bọn họ là muốn dùng thi thể của con vật này lấy lòng yêu thần thú tôn cường lúc này mới hiểu được không nhịn được líu lưỡi linh thú khó có thể bắt được như vậy cũng chuẩn bị qua xem ra vì yêu thần thú này đường chủ thú đường thật đúng là hạ cả vốn gốc bên này nhỏ giọng bàn luận hàn đường chủ trước mặt hít sâu một hơi tiến lên một bước yêu thần huynh lần trước thứ nói với huynh ta đã chuẩn bị xong, lại ở trong này. Ra đây xem đi. Âm thanh truyền vào sơn động, bên trong yên tĩnh một hồi. Lại ở thời điểm tất cả mọi người đầy khẩn trương, một tiếng gào thét vang lên. Một cái bóng cực lớn bay ra. Là một con man thú cực lớn, thân cao 7, 8 thước, hai cánh mở rộng, chừng hơn 30 thước, đôi mắt màu đỏ tươi như máu, dư tợn đáng sợ, toàn thân đầy mảnh vảy, cho thấy phòng ngự cường đại. Linh thú bay siêu cấp hóa phàm tứ trọng đỉnh phong, Toàn bộ liên minh vạn quốc người người đều kiêng kỵ. Yêu thần gào, hình như nghe hiểu được lời hắn nói, linh thú cực lớn nhìn về phía thi thể lộc quần thú đặt trên mặt đất, đầy nhiệt tình. Linh thú đã có thể hấp thu linh khí thiên địa, tự mình tu luyện thăng cấp, cũng có trí tuệ không kém gì nhân loại. Thi thể con lộc quần thú này tản ra mùi thuốc nồng đậm và sóng dao động linh lực mãnh liệt. Nó biết chỉ cần ăn vào, tu vi nhất định có thể tiến nhanh. Cho dù không đạt được hóa phàm ngũ trọng, Lực lượng khẳng định cũng tăng mạnh, làm sao không kích động. Chương 846, cứng rắn cướp hai. Yêu thần huynh chỉ cần đáp ứng điều kiện của ta, thi thể con lộc quần thú này chính là của huynh. Thấy nó động tâm, Hàn Đường chủ khẽ cười. Gào. Đầu quay lại, yêu thần thú hình như muốn nghe một chút xem hắn có điều kiện gì. Ba năm nay, ta và yêu thần huynh sớm chiều ở chung, thái độ bản tính, nói vậy huynh cũng biết. Yêu cầu của ta rất đơn giản hy vọng huynh có thể làm thú sủng của ta. Hàn đường chủ nói, yên tâm, chúng ta có thể ký kết khế ước công bằng, trước khi làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần huynh không muốn, có thể từ chối. Gào, nghe được phải làm thú sủng, sắc mặt yêu thần thú giữ tợn lên tiếng gào thét. Từng sóng khí từ trên người nó tản ra, khiến người ta có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Nhìn bộ dáng của nó, nếu như hàn đường chủ dám nói tiếp, tuyệt đối sẽ động thủ giết người. Điều này cũng khó trách, trong cơ thể nó nắm giữ huyết mạch linh tộc, cao quý vô cùng, làm sao có thể thuần phục một nhân loại nho nhỏ, làm chó giữ cửa. Đừng có vội vàng đưa ra quyết định. Thấy thái độ nó kiên quyết, hoàn toàn không có chút do dự nào, sắc mặt Hàn Đường chủ cũng có chút khó coi. Chỉ có điều hắn vẫn thoáng cười. Thân phận của ta ở thế giới nhân loại, nói vậy huynh cũng biết, là Đường chủ thú Đường, địa vị được tôn sùng. Yêu thần huynh, chỉ cần ở cùng với ta, ta sẽ coi huynh thành bằng hữu tốt nhất, vật tư trên tu luyện, chỉ cần mở miệng, cho dù khó khăn đi nữa, cũng sẽ nghĩ biện pháp hỗ trợ đi tìm. Tuy rằng linh thú tuổi thọ dài, nhưng chỉ bằng vào hấp thu linh khí nâng cao, cần phải mất thời gian bao lâu. Cùng với ở bên cạnh ta, so với người ở nơi này chẳng phải mạnh hơn nhiều sao. Nói xong, hàn đường chủ ngoắc tay. Mấy lão già lại đi về phía trước, mặt đất xuất hiện một đống linh thạch. Đều là linh thạch hạ phẩm, trồng chất thành núi nhỏ, ước chừng vài nghìn cái. Linh khí mãnh liệt dâng lên như diều gặp gió, khiến người ta ngửi một hơi, lại cảm thấy lỗ chân lông trên toàn thân mở rộng ra, thoải mái nói không nên lời. Linh thạch không chỉ nhân loại tu luyện cần có, linh thú cũng cần. Hấp thu linh khí trong linh thạch, rất rõ ràng so với hấp thu ở trong không khí, nhanh hơn nhiều. Điều này tổng cộng là hơn 8.000 khối linh thạch, chỉ cần huynh đồng ý, hiện tại lại có thể cho huynh. Hàn đường chủ nói, hắn có thể thoáng cái lấy ra nhiều như vậy, tái các chủ lại ngay cả 5.000 cũng không lấy ra được. Cũng không phải tái các chủ không có tiền, mà là linh thạch của hắn đều mua bảo vật cất kỹ. Linh thạch có thể lấy ra không nhiều lắm, nếu thật sự muốn nói tới xuất thân, nhất định là người sau càng tốt hơn. Thật giống như những người thu thập đồ cổ ở kiếp trước của Trương Huyền, trong nhà thu thập, tàng chữ bảo bối, tất cả bán ra, mỗi một người đều xuất thân cực cao muốn bảo hắn lấy ra tiền mặt mua vật phẩm sợ rằng kém hơn so với một vài thương nhân có tài chính hùng hậu nếu như không hề coi trọng những linh thạch này thứ này đối với ngươi khẳng định có lợi ích rất lớn thấy lấy ra linh thạch yêu thần thú vẫn không có động tính hàn đường chủ có chút do dự hắn cắn răng một cái lật cổ tay một cái hộp ngọc xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng mở ra một khối linh thạch được đặt ở trong đó ầm ầm linh thạch vừa xuất hiện linh khí xung quanh lập tức trở nên càng nồng đậm hơn, giống như hình thành xương mù. Chỉ cần nắm khối linh thạch này, cho dù không cần hấp thu, linh lực nồng đậm cũng sẽ tự chủ tiến vào thân thể, cải thiện cơ bắp, thân thể. Đơn giản mà nói, có một khối linh thạch như vậy đặt ở trên người trẻ mới sinh, cho dù người sau không biết tu luyện, nhận được linh khí trong đó tẩm bổ, thân thể cũng sẽ cường tráng, bách bệnh không sinh. Không cần đến hai tháng, mức độ thân thể cường tráng lại không thua cường giả bị cốt cảnh. Chẳng lẽ là linh thạch trung phẩm? Ánh mắt nhất thời sáng lên, Trương Huyền nhất thời siết chặt nắm đấm. Hắn xem qua vô số sách, đối với phân cấp linh thạch cũng biết một ít. Hiện tại linh thạch trong tay hắn đều là cấp thấp nhất, cũng chính là cái gọi là hạ phẩm. Loại linh thạch cấp bậc như vậy, cho giới hóa phàm cảnh tứ trọng tu luyện, không có vấn đề gì. Nhưng muốn dựa vào linh lực trong đó, trùng kích cảnh giới cao hơn sẽ rất khó. Không nói những người khác, Giống như hắn, bởi vì chân khí thiên đạo quá mức tinh thuần, tuy chỉ là hóa phẩm nhất trọng tăng thọ cảnh đỉnh phong, nhưng tác dụng của linh thạch hạ phẩm, dĩ nhiên không lớn. Muốn đạt được nguyên khí cảnh, không chỉ cần phải có bí tịch thiên đạo, quan trọng hơn được chính là loại linh thạch trung phẩm này. Không nói gì khác, lại một khối như vậy, tuyệt đối có thể khiến cho hắn từ tăng thọ cảnh đỉnh phong, trùng kích nguyên khí cảnh đỉnh phong cũng dư giả. Tuy nói lượng biến có thể khiến cho chất biến, nhưng bản chất chênh lệch quá lớn nhiều lượng hơn nữa cũng vô dụng thật giống như số lượng cỏ tranh đủ nhiều có lẽ có thể mua hột xoàn có thể tưởng tượng muốn thay thế tác dụng của hột xoàn khẳng định làm không được bởi vậy cho dù một vạn linh thạch hạ phẩm có thể đổi một khối trung phẩm nhưng nếu muốn thay thế hiệu quả của linh thạch trung phẩm vẫn không có khả năng không sai chính là linh thạch trung phẩm không nghĩ tới bạn cũng lấy ra thứ này tái các chủ cũng trợn tròn mắt linh thạch trung phẩm chân quý vô cùng cho dù liên minh vạn quốc, chưa từng tích chữ được mấy cái. Bạn cũng lại có thể lấy ra một khối, sợ rằng cái giá phải trả rất lớn, so với lộc quần thú cũng chỉ nhiều không ít. Gào, nhìn thấy được linh thạch trung phẩm, không chỉ mọi người kinh ngạc, mắt yêu thần thú càng đỏ ngầu. Lấy ra bảo bối ép đáy hòm, vẻ mặt hàn đường chủ cũng không muốn. Chỉ có điều, hắn cũng biết luyến tiếc hài tử không bắt được sói. Hắn cắn răng một cái chỉ cần yêu thần huynh đáp ứng làm thú sủng của ta, cái linh thạch trung phẩm này, lại tặng cho huynh, cho huynh sử dụng. Ừ, yêu thần huynh, huynh muốn làm gì? Hắn nói còn chưa có kết thúc, chỉ thấy hai cánh yêu thần thú giống như đao phong, chợt vỗ một cái, thân thể to lớn, trực tiếp vọt tới, móng vuốt dơ cao lên trời, trong tiếng rít đã chộp lấy linh thạch trong tay của hàn đường chủ. cứng rắn cướp, ta nhổ vào. chương 847, nói chuyện giật gân, một cái này của hàn đường chủ gọi là phiền muộn. Ở bên con vật này tròn 3 năm, đối phương muốn ăn cái gì, mình vào tới trước mặt hỗ trợ chém giết, muốn thứ gì tốt mình phí hết tâm huyết đi tìm, đi theo làm tùy tùng giống như một tiểu lâu la, chỉ vì thu được cảm kích, kỳ vọng ở thời điểm cuối cùng thuần phục, có thể nhớ tình nghĩa. Con vật này thì hay rồi, nhìn thấy được thứ tốt, tất cả quên hết, trực tiếp ra tay cướp giật. Trời à, quả thực là sói mắt trắng tới cực điểm sớm biết rằng nó là đức hạnh như vậy, phí nhiều khổ cực như vậy, lăn qua lăn lại lâu như vậy làm gì. Kích hoạt trận pháp, nhìn thấy được đối phương khí thế hung hăng, hoàn toàn không có chút ý định ngừng lại, hàn đường chủ biết bây giờ không phải là thời gian buồn bực, khẽ kêu lên một tiếng. Tạo quan hệ thuần thú, nói điều kiện, đối phương không rơi vào trong vòng của mình, cũng chỉ có thể sử dụng thủ đoạn cuối cùng. Đó chính là xé rách ra mặt, sử dụng thủ đoạn bạo lực nhất, ép buộc đối phương đi vào khuôn khổ. Đây là biện pháp khi không có cách nào, bởi vì thực lực yêu thần thú rất mạnh, muốn bắt sống nó, còn không khiến cho nó bị thương, cho dù số lượng người của thú đường rất nhiều, cũng rất khó làm được. Bằng không, 3 năm trước đây, cũng không đến mức chật vật như vậy. Hàn Đường chủ tuy rằng cảm thấy 3 năm ở chung, lại thêm lợi ích hấp dẫn, có thể khiến cho bí khuất phục, vẫn làm ra dự định xấu nhất sớm bố trí tốt trận pháp ở chỗ này, lo trước khỏi họa. Không nghĩ tới, thật đúng là dùng tới. Vâng, mấy lão già đồng thời gật đầu, thân thể thoáng lắc một cái, chia làm bốn phương hướng vị trí. Chân khí trong cơ thể phát ra sóng, ở trên không trung chộp một cái. Âm âm, đại phương phía trước mọi người mấy trăm thước, sương mù dày đặc bay lên. Yêu thần thú trực tiếp vào tới không đề phòng, nhất thời rơi vào trong đó. Là khốn trận, học qua trận pháp thiên đạo hiện tại lý giải của trương huyền đối với trận pháp cho dù không mượn thiên đạo đồ thư quán cũng không kém gì trận pháp sư tứ tinh đỉnh phong khốn trận xích sắt nhận ra được đồng tử kim tòng hải hơi co lại không sai trương huyền gật đầu khốn trận xích sắt là hơn một ngàn năm trước do một vị trận pháp sư tứ tinh đỉnh phong sáng tạo ra trận pháp mượn hoàn cảnh tự nhiên và linh khí cuồng bạo trong đó hình thành xích sắt đan sen buộc chặt sinh mạng rơi vào trong đó, trong nháy mắt sẽ bị bao phủ, đừng nói chạy trốn, dẫy thoát cũng cực kỳ khó khăn. Khốn trận cấp bậc tứ cấp đỉnh phong. Xem ra hàn đường chủ vì bắt con vật này, thật sự bỏ ra không ít khổ tâm. Nhìn thấy được trận pháp vận chuyển, sinh sôi không thôi, trương huyền xúc động. Trận pháp cấp bậc như vậy, không phải muốn bố trí là có thể bố trí. Cần phải có trận pháp sư sớm quan sát địa hình, tìm địa điểm trôn giấu cờ trận, sau đó sẽ giấu mỗi một cờ trận xuống dưới đất, trên mặt đất hoàn toàn che giấu vết tích, không bị yêu thần thú phát hiện. Chỉ riêng một bộ này xuống, cho dù khống chế đối với trận pháp đạt tới tứ tinh đỉnh phong, không 10 ngày nửa tháng cũng làm không được. Đúng vậy, nếu như đoán không sai, 3 năm, hắn không chỉ là lấy lòng con vật này, ngấm ngầm bỏ ra không ít công sức. Tái các chủ cười khổ. Trận pháp này, không phải một ngày có thể hoàn thành hơn nữa còn cần phải có trận pháp sư tứ tinh đỉnh phong phối hợp. Ba năm nay, vốn tưởng rằng vị bằng hữu cũ này thật sự chỉ là thật sự lấy lòng con yêu thần thú này. Hiện tại xem ra, không phải như vậy. Đoán chừng là ba năm trước đây sau khi bị hại trở về, hắn đã nghĩ biện pháp này, minh tu sản đạo ám độ trần thương, thoạt nhìn lấy lòng đối phương, trên thực tế lại lặng lẽ tìm người bố trí trận pháp, đề phòng bất chắc. Rất bình thường, thuần thú sư trước khi thành công, trước hết phải nghĩ đến thất bại không nghĩ tới điều này cũng không có khả năng đạt được tứ tinh trương huyền xua tay mặc dù là thuần thú sư cấp bậc cao cũng không có khả năng mỗi lần đều thành công nhất là đối mặt với linh thú hung mãnh cao ngạo như vậy hàn đường chủ thất bại qua một lần nếu như có ngốc cái gì cũng không chuẩn bị lại xông lại ngả bài muốn thuần phục đối phương cũng sẽ không xứng làm đường chủ thú đường thuần thú sư tứ tinh đỉnh phong gào bên này nói chuyện với nhau yêu thần thú rơi vào khốn trận mới biết mình bị lừa tức giận hét lớn một tiếng lực lượng cuồng bạo trùng kích xung quanh dẫn tới mặt đất cũng chấn động từng đợt vô dụng hư một tiếng hàn đường chủ bước lên trước dạch cổ tay một cái một màn ánh sáng xuất hiện ở trước mắt cho thấy toàn cảnh của yêu thần thú tu vi đạt được hóa phàm chân khí lột xác nguyên khí đã có thể thi triển ra một ít thủ đoạn khiến người ta khó có thể tưởng tượng được cái màn ánh sáng này giống như tường trong hành lang trận pháp, có thể khiến cho người ta quan sát được rõ ràng tình hình trong trận, cũng để cho người bên ngoài có thể đối thoại cùng người bị nhốt. Trận pháp tập trung linh khí lại, hình thành từng sợi xích sắt lớn, khóa chặt yêu thần thú lại. Con vật này vừa rồi còn vô cùng kiêu ngạo, khiến cho vô số cường giả của vương quốc Liên Minh kiêng kỵ không thôi, lúc này khuôn mặt dữ tợn, muốn tránh thoát, lại bất lực. Ta đã từng nói, vô dụng không nên làm giấy ruộng vô nghĩa. Thấy nó điên cuồng gào thét, lửa giận ngút trời, hàn đường chủ cười gần, âm thanh lại truyền vào trong. Gào! Nghe hắn nói như thế, yêu thần thú càng tức giận. Ba năm ở chung, nó đã buông lỏng cảnh giác đối với nhân loại. Nếu không, cũng không có khả năng bày trận ở cửa của nó, nó cũng hoàn toàn không có phát hiện. Không nghĩ tới loại thả lỏng này, khiến cho nó rơi vào cảnh khốn cùng, hận ý trong lòng cuồn cuộn không ngừng hận không thể xé vị hàn đường chủ trước mắt này ra ăn đây là trận pháp tứ cấp đỉnh phong thực lực của ngươi tuy mạnh không hiểu phương pháp phá giải muốn lao tới cũng gần như không có khả năng như vậy đi tiếp tục đề tài chúng ta mới vừa nói chỉ cần ngươi đáp ứng làm thú sủng của ta thứ cam kết trước đó vẫn hữu hiệu không đáp ứng tình hình của ngươi hiện tại nói vậy ngươi cũng có thể hiểu rõ rất có thể sẽ bị chém giết hàn đường chủ nói đây là biện pháp cuối cùng, thật ra hắn không muốn đi, bởi vì thi triển ra chiêu này, cho dù sau này yêu thần thú thuần phục, cũng bị bắt buộc nghe theo mệnh lệnh, đi làm không ra lực, do đó dẫn đến hai bên lúng túng. Nhưng đối phương chết sống không thuần phục, còn muốn cướp giật bảo vật. Hắn không có cách nào, chỉ có thể đi chiêu này. Gào, khóe mắt yêu thần thú hình như tràn ngập phẫn nộ đối với lời của hắn. Chương 848, nói chuyện giật gân 2. Không cần phải vội vàng đưa ra quyết định, ta có thời gian chờ ngươi trả lời. Thấy bộ dáng này của nó, hàn đường chủ lắc đầu cũng không nóng này. Nếu đã vây khốn đối phương, cùng lắm thì tiêu hao nhiều linh thạch một chút, cũng phải thuần phục. Cái gọi là chém giết, chỉ là thủ đoạn uy hiếp. Bởi vì một khi chết, ba năm khổ cực, cũng sẽ lãng phí một cách vô ích. Yêu thần thú đầy phẫn nộ, liều mạng giấy ruộ vài cái, phát hiện bị khóa chặt lại, căn bản không tránh thoát được nó không thể làm gì khác hơn là tạm thời bất động, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, không biết suy nghĩ điều gì. Đường chủ, làm sao bây giờ? Thấy con vật này không lại nghĩ biện pháp chạy trốn, trái lại yên tĩnh trở lại, mấy lão già kích hoạt trận pháp, đưa mắt nhìn nhau, đồng thời đi tới trước mặt. Còn có thể làm sao? Chỉ có thể chờ, hồ trưởng lão, người lấy lộc quần thú ra nướng chín. Nhất định phải để cho mùi thơm bay vào, ta không tin lấy tính cách tham ăn của con vật này, có thể nhịn được. Hàn đường chủ nói, lộc quần thú vốn ẩn chứa mùi thuốc nồng đậm, nếu như lại nướng chín, tất nhiên khiến cho nó thèm ăn nhỏ rãi. Yêu thần thú là linh thú tham ăn như vậy, có thể nhịn được mới là lạ. Không thể không nói, hàn đường chủ nghiên cứu đối với thuần thú quả thật đạt tới dày công tu luyện, đầu tiên là dùng cái lợi dụ dỗ, sau đó là cưỡng bức, hiện tại còn là câu dẫn. Nếu như là linh thú bình thường, khẳng định từ lâu đã không chống lại được, trực tiếp thần phục. Vâng, hồ trưởng lão gật đầu, lấy ra lộc quần thú đang muốn nướng. Chỉ thấy thuần thú sư nhị tinh cách đó không xa, vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu, giọng nói khe khẽ truyền tới. Ta khuyên người tốt nhất không nên nướng. Hồ trưởng lão nhướng mày. Vì sao? Không nghĩ tới một thuần thú sư nhị tinh nho nhỏ sẽ nói chen vào, hàn đường chủ cùng với mấy lão già đồng thời nhìn lại, từng người lộ ra vẻ không vui ở đây tệ nhất đều là thuần thú sư tứ tinh sơ kỳ lúc này bọn họ đều cảm thấy nướng chín lộc quần thú là quyết định tốt nhất nếu không thật sự không có phương pháp khác người trước mắt này lại nói không được có ý gì không vì sao cả ta chỉ là lo lắng cục diện sau nướng chín các ngươi thu dọn không được trương huyền lắc đầu cũng không nói nhiều hắn tuy là danh sư nhưng cũng không phải là người quá tốt nhìn thấy có việc lại muốn đi quản một chút cuống gì đối phương đối với hắn còn không mấy tôn trọng nướng một lộc quần thú mà thôi còn có thể có cục diện gì thu dọn không được thấy người này nói không nên lời gì ăn nói lung tung hồ trưởng lão hử lạnh bọn họ nhiều tứ tinh thuần thú sư như vậy cũng không nói cái gì bản thân ngươi một nhị tinh nho nhỏ chen vào nói lung tung thật sự không biết trời cao đất rộng không nghe khuyên bảo thì thôi Trương Huyền thở dài nên nói cũng nói rồi đối phương không muốn đó là chuyện của bọn họ, cùng mình không có quan hệ quá lớn. Giả vờ giả Việt, nói chuyện giật gân. Hồ trưởng lão vùng ống tay áo. Mấy người khác cũng cũng không quá cao hứng. Nhất là hàn đường chủ, nếu không nể mặt tái các chủ, hắn khẳng định đã sớm trách mắng. Thuần thú sư nhị tinh nho nhỏ mà thôi, biết cái gì, lại dám ở chỗ này nói chen vào lung tung. Thật là không có giáo dưỡng. Được rồi, nhanh nướng đi khuôn mặt lãnh đạm, tùy ý khoát tay áo. Ban đầu đối với chuyện tái các chủ gọi hắn là bằng hiếu, vẫn cảm thấy kỳ quái. Hiện tại xem ra, chính là một kẻ không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, miệng lưỡi lưu loát. Còn thu dọn không được, nướng một con lộc quần thú mà thôi, tối đa quá thơm, khiến người ta không nhịn được, chẳng lẽ còn có biến đổi gì sao? Vâng, hồ trưởng lão gật đầu, cùng mấy lão già, đốt đống lửa, bắt đầu nướng. Vì thuần phục con yêu thần thú này, bọn họ ở trong núi rừng, đã đợi không biết bao nhiêu ngày. Những thứ cơ bản như ăn cơm, vẫn phải có. Vù vù vù. Thời gian không lâu, đống lửa cháy lên, đặt lộc quần thú ở phía trên, phát ra tiếng, xèo xèo, mùi thơm dần dần lan tràn ra. Lộc quần thú ăn linh dược thiên địa sinh trưởng, trong cơ thể vốn có 10 phần linh khí. Bị nướng lên, mùi thơm càng 10 phần, mới xuất hiện một ít mùi, khiến mọi người không kìm lòng được hết mũi người, nước miếng chảy ròng ròng. Chúng ta lui về phía sau. Nhìn thấy được mùi thơm bay ra, Trương Huyền lắc đầu. Lui về phía sau. Đám người tái các chủ sửng sốt. Ừ, ít nhất phải là khoảng cách ngoài mấy trăm thước. Nếu không, ta sợ sẽ gặp phải tai bay và gió. Hờ hững nói một tiếng, Trương Huyền lui về phía sau trước tiên. Hắn vừa đi, Triệu Nhã, đám người Triệu Phi Vũ đồng loạt đi theo. Vẻ mặt tái các chủ xấu hổ, có chút do dự, cũng lui lại theo. Người này, thấy đám người kia, xoay người rời khỏi đó, còn sợ gặp phải tai bay vạ gió, gân xanh trên đầu hàn đường chủ nhảy loạn, thiếu chút nữa thì không nhịn xuống được. Ban đầu không có cách nào thuần phục con vật kia, hắn lại có chút tức giận. Hiện tại người này còn nói xui xẻo, lửa giận càng thiêu đốt. Một thuần thú sư nhị tinh, vẻ mặt thâm trầm, thể hiện bộ dạng cao thâm khó giò. Ngươi, giả vờ sói to ba đuôi cái gì, Chương 849, hiện tượng quỷ dị 1. Thật ra, đổi lại thành thuần thú sư nhị tinh khác nói như vậy, hắn cũng sẽ không tức giận. Chủ yếu nhất là, lời người kia mới vừa nói, biểu tình thật sự quá thiếu đánh, bộ dạng không nghe lão nhân nói, có hại ở trước mắt, thần sắc không khiến người ta tức chết không bỏ qua, nhất là ánh mắt khinh bỉ thoáng hiện ra. Hắn đường đường là thuần thú sư tứ tinh đỉnh phong, tự nhiên bị một tiểu tử xem thường. Xem thường em gái ngươi à? con yêu thần thú này lại có huyết mạch long tộc cao ngạo vô cùng khó có thể thuần phục là rất bình thường người nghĩ rằng ta muốn mạnh bạo sao đây không phải là biện pháp tốt đều dùng hết sao hư tự cho mình là đúng không biết trời cao đất rộng thật không biết tái các chủ sao lại làm bằng hữu với người như vậy không quan tâm tới bọn họ tận dụng thời gian nướng càng thơm càng tốt cố nén cơn giận sắp bùng nổ trong ngực hàn đường chủ căn dặn vâng đám người hồ trưởng lão gật đầu tăng lên sức lửa nhất thời mùi thơm càng nồng đậm không ngừng nhẹ nhàng tung bay về bốn phía bên này tức sắp hỏng người bên kia mọi người đi tới địa phương khoảng đó mấy trăm thước ngừng lại lại là nơi này đi trương huyền khoát tay áo trương sư mọi người thấy qua đầy nghi ngờ đối với năng lực của trương sư bọn họ tương đối tin tưởng nếu hắn nói có chuyện gì phát sinh lại chắc chắn sẽ không mở miệng nói bậy trương sư có phải lo lắng gặp phải thú triều hay không tài các chủ nhớ tới cái gì nhân mày lại mùi thơm thịt lộc quần thú bay khắp nơi là kho thuốc tất cả linh thú đều mơ ước một khi nướng chín vô cùng có khả năng kinh động vô số linh thú đến đây chỉ là nếu quả thật là thú triều chúng ta lại trốn với khoảng cách một chút như thế chắc hẳn là cũng không có tác dụng gì đi nếu thật sự là thú triều vạn thú lao nhanh nhìn thấy những sinh linh khác, sẽ lập tức xé nát. Đừng nói trốn đến khoảng cách hơn trăm thước, cho dù trốn đến mấy cây số, mấy chục cây số, sợ rằng cũng khó có thể chạy trốn. Đúng vậy sao? Mọi người lúc này mới phản ứng được. Bọn họ cũng có ý nghĩ giống như tái các chủ, suy đoán trương sư có phải lo lắng thú chiều hay không. Dãy núi lớn ôn ngôn xuất hiện loại tình huống này là có ghi chép trong lịch sử, nếu không, không có lửa làm sao có khói mùi thơm của lộc quần thú nồng như vậy, dẫn linh thú đến đây, vô cùng bình thường. Nếu thật sự xuất hiện, chắc hẳn có thể trốn được bao xa thì trốn đi xa bấy nhiêu, còn ở tại chỗ này, không phải muốn chết sao. Thú chiều, mệt các người nghĩ ra được. Nghe nói như thế, mới biết được mọi người suy nghĩ điều gì, vẻ mặt trương huyền bất đắc dĩ. Ngay cả người cũng có thể nhìn ra mùi thơm của thịt lộc quần thú khắp nơi, sẽ đưa tới linh thú khác mơ ước đường đường là thuần thú sư lợi hại nhất thú đường sẽ không biết sao vậy mọi người chớp mắt sắc mặt nhất thời đều đỏ lên cũng đúng những người thường bọn họ đều đã nhìn ra hàn trùng làm đường chủ thú đường làm sao có thể không nghĩ tới hắn lại là thuần thú sư tứ tinh đỉnh phong tiếp xúc cùng man thú cả đời ngay cả yêu thần thú không đồng ý cũng sớm nghĩ tới làm ra phương pháp ứng phó thật sự muốn phát sinh thú chiều khẳng định đã sớm có sự chuẩn bị yên tâm sẽ không phát sinh loại chuyện này trương huyền lắc đầu vì sao triệu phi vũ hoàn toàn không hiểu thịt lộc quần thú thơm như vậy ngay cả những nhân loại như bọn họ cũng khó có thể chống cự linh thú làm thế nào có thể ngăn cản được thấy công tử bình thường thông minh vô cùng hỏi ra lời này trương huyền liếc mắt một cái cho dù thịt lộc quần thú rất thơm có thể phát ra bao xa cái này triệu phi vũ cầm nín thịt này đúng là thơm, bọn họ lui đến nơi đây, mùi đã không lớn, lui về sau thêm mấy trăm thước, chắc hẳn lại không ngửi thấy. Cho dù mũi linh thú muốn tốt hơn so với nhân loại một chút, cũng không có khả năng ngửi được mùi ngoài mấy nghìn thước. Lại nói, đây là địa phương nào, địa bàn của yêu thần thú, man thú, linh thú khác, cho dù ngửi được mùi thơm, dám qua sao. Trương Huyền nói tiếp, ách, triệu phi vũ lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Linh thú, Man thú có phân chia địa bàn, chỗ của kẻ cường đại ở, kẻ nhỏ yếu không dám tới gần. Một khi quá khứ, lại vô cùng có khả năng trở thành con mồi bị giết chết. Toàn bộ vương quốc Liên Minh, yêu thần thú cũng có danh tiếng rất lớn, được cho linh thú cường đại nhất trong toàn bộ núi Cửu Khúc. Nó lại ở chỗ này không biết bao nhiêu năm, xung quanh nào còn có thú nào khác dám ở lại? Không phải muốn chết sao? Ta không đoán sai, yêu thần thú ở chỗ này, bên trong phạm vi 10 cây số không có linh thú khác. Lộc quần thú lại thêm nữa, cũng không có khả năng khiến cho linh thú bên ngoài 10 cây số nóng này. Trương Huyền giải thích, 10 cây số, mọi người lúc này mới hiểu được. Bọn họ từ bên ngoài hai cây số xuống, một đường đi về phía trước, quả thật không thấy được linh thú. Cho dù thấy được mấy vết chân, cũng vô cùng ít ỏi. Có thể nói ít lại càng ít, đoán chừng là đi ngang qua nơi đây, người được giấu vết của yêu thần thú lưu lại sau, lập tức khiếp sợ đến mức bỏ trốn mất dạng. Nếu không, một đám người bọn họ, mục tiêu lớn như vậy, làm sao có thể không có một con linh thú tìm phiền toái? Cho dù lộc quần thú rất thơm, cũng không có khả năng truyền mùi tới bên ngoài 10 cây số. Lại nói, cho dù truyền đến, linh thú khác dám qua sao? Đây chính là hang ổ của linh thú mạnh nhất của núi Cửu Khúc. chương 850, hiện tượng quỷ dị 2. Thảo nào hàn đường chủ không có sợ hãi, không lo lắng chút nào. Hóa ra hắn đã sớm biết, căn bản không có khả năng xuất hiện thú triều. Vậy không phải là thú triều, là cái gì? Trở lại trọng tâm câu chuyện khi mới bắt đầu, mọi người lại nhìn ra. Xem tiếp sẽ biết, Trương Huyền cũng không giải thích. Nếu có nguy hiểm, vẫn mong Trương sư cứu hàn đường chủ một chút. Hắn chỉ là không biết bản lãnh của ngươi mới có chậm trễ. Trên thực tế, người cũng không xấu. Thấy hắn không nói, mọi người không tiện tiếp tục truy hỏi. tài các chủ thoáng lộ ra một chút lúng túng nói, không quan tâm nói thế nào, Hàn Đường chủ cũng là bằng hữu của hắn. nếu thật sự gặp phải nguy hiểm, hắn tránh ra trước, lại mất đạo nghĩa. ừ, thật sự có loại tình huống đó, ta sẽ ra tay. chỉ có điều, chỉ sợ ta ra tay, bọn họ sẽ mất hứng. cười khẽ, lông mày trương huyền đột nhiên nâng lên, tiếp tục xem đi, biến cố lại lập tức muốn bắt đầu nghe nói như thế mọi người đồng loạt nhìn về phía trước lúc này thịt lộc quần thú của lại lập tức sẽ nướng chín mùi thơm càng lúc càng nồng đậm rất nhiều lão già đều tinh thông sinh tồn dã ngoại mang theo bên người không ít đồ gia vị tuy là vội vàng nướng so với đầu bếp lợi hại ở hồng hải thành không kém chút nào không chỉ mùi màu sắc cũng rất tốt khiến người ta nhìn một chút lại không ngừng chảy nước miếng yêu thần huynh người thấy được mùi vị không trở thành thú sủng của ta, đây là của huynh. Lại nói, chỉ là ở bên cạnh ta mà thôi, cũng sẽ không ủy khuất huynh. Tuổi thọ ta vừa hết, tất nhiên lại trở lại tự do, có gì có thể giàu dĩ. Thấy mùi thơm tự nhiên truyền vào trận pháp, hàn đường chủ tiếp tục nói. Nhanh đưa ra quyết định đi, lại do dự nữa, chúng ta có thể ăn hết lộc quần thú. Đến lúc đó, cho dù lại tính quyết định, cũng đã muộn. Nói vậy không cần ta nói, người cũng biết thứ này chân quý toàn bộ núi cửu khúc, chỉ có một con này. Một khi bỏ qua, cả đời cũng sẽ hối hận. Không thể không nói, lời hàn đường chủ nói rất có sức thuyết phục. Đổi lại thành linh thú khác khẳng định đã sớm dao động, lại cũng không kiên trì nổi. Nhưng yêu thần thú trong mặt gương, hai mắt nhắm nghiền, cũng không dễ dụa, cũng không phản kháng, hình như đang ngủ. Từ khi nào yêu thần thú dễ nói chuyện như vậy? Lúc này Triệu Phi Vũ cũng nhìn xảy ra vấn đề căn cứ lời đồn đại thịnh hành ở liên minh vạn quốc, con linh thú này hung mạnh tàn bạo. Năm đó cũng từng có người lợi dụng đại trận vây khốn nó. Đáng tiếc, thể lực của nó giống như vô cùng vô tận, rất nhanh lại chơi đùa khiến linh thạch trong trận cơ tiêu hao hầu như không còn, phá trận ra. Trận pháp có thể hấp thu linh khí thiên địa duy trì, cũng có thể sử dụng linh thạch duy trì. Cái trước cần phải tích lũy hồi lâu mới được, cái sau chỉ cần linh thạch đầy đủ, không cần hấp thu năng lượng bất kể cái nào, đều cần năng lượng cung cấp. Trận pháp không phải động cơ vĩnh viễn, không ngừng trùng kích, sẽ phát sinh tiêu hao cực lớn. Một khi trận cơ trong linh thạch tiêu hao sạch sẽ, cho dù không hiểu phương pháp phá trận, cũng sẽ sụp đổ. Chính vì vậy, hành lang của nghiệp đoàn trận pháp sư có hạn chế một canh giờ. Không nói như vậy, gặp phải khốn trận không có gì nguy hiểm, sông loạn đụng loạn, một khi trận pháp vận chuyển, sớm hay muộn cũng có thể khiến năng lượng trong đó tiêu hao hết. Loại tình huống này, mặc dù đi ra cũng không tính là phá trận. Yêu thần thú hung mạnh như vậy, từ sau khi bị nhốt, lại hành quân lặng lẽ, yên tĩnh giống như cục cưng ngoan ngoãn. Tuy rằng có chút mơ ước đối với lộc quần thú, nhưng không có bất kỳ ý tứ nào xông tới. Rõ ràng không phù hợp với cá tính của nó. Đường chủ, nướng xong. Mọi người đang nghi ngờ, đám người hồ trưởng lão bên kia đã hoàn toàn nướng chín lộc quần thú. Thịt linh thú màu kim hoàng mùi thơm nhẹ nhàng tản ra khắp nơi, khiến người ta căn bản khó có thể từ chối. Được, lấy tới. Hàn đường chủ gật đầu. Đám người hồ trưởng lão lên tiếng, đưa lộc quần thú nướng chín đến trước mặt. Thấy không, do so dự nữa, chúng ta đã có thể bắt đầu ăn. Hàn đường chủ khẽ cười, cúi đầu nhìn về phía lộc quần thú trước mắt, đang muốn cầm nó lên, tiếp tục hấp dẫn đối phương. Đột nhiên mắt hắn thoáng cái trợn tròn, khóe mắt thiếu chút nữa thì lập tức nổ tung. Ta nhổ vào, các ngươi ai, ăn vụng, ăn vụng. Mọi người đồng loạt nhìn sang, lúc này mới phát hiện lộc quần thú trước đó vô cùng hoàn chỉnh, chẳng biết lúc nào đã thiếu mất một cái đùi, chỉ còn lại có xương trống giống treo ở phía trên. Nói cách khác, đã bị người ta ăn mất một chân. Vẻ mặt Hàn Đường chủ phát điên. Ai thất đức như vậy? Tuy rằng trong miệng hắn kêu muốn ăn, trên thực tế lại là thủ đoạn dụ dỗ đối phương. Nếu thật sự ăn, còn muốn thuần phục đối phương lại gần như không thể nào bởi vậy chỉ là những lời đầu môi chót lưỡi không có khả năng hành động thế nào thời gian mới nháy mắt một cái lại mất một cái chân ăn sạch sẽ như vậy các ngươi cũng quá độc ác chẳng lẽ không biết vì bắt con này ta tốn cái giá lớn bao nhiêu sao hai mắt hắn trợn tròn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám người hồ trưởng lão tai các chủ leo lên đám người thuần thú sư nhị tinh ngu ngốc kia thịt mới bắt đầu nướng, đã đi xa. Không thể nào là do bọn họ làm, cũng chỉ có mấy người trước mắt. Đường chủ, chúng ta, không có. Bị ánh mắt nhìn thẳng, đám người hồ trưởng lão đồng thời bị dọa cho giật mình, liên tục xua tay, sắp muốn khóc. Bọn họ vẫn nuốt nước bọt nướng thịt, kìm chế sự nóng nảy trong lòng, không dám động một cái. Thế nào thoáng một cái không phát hiện, lại mất một cái chân. Không có lẽ nào những miếng thịt đó sẽ tự mình bay đi sao hàn đường chủ kia tức giận đây là một đám bằng hữu đồng đội gì vậy ta bảo các ngươi nướng thịt tới câu dẫn yêu thần thú khiến cho nó khuất phục các ngươi ngược lại ăn trước hơn nữa còn là ăn hết một cái đùi có nhầm hay không đường chủ thật sự không phải là chúng ta chúng ta có thể xin thề thấy hắn không tin hồ trưởng lão dựng thẳng bàn tay lên đang muốn tiếp tục giải thích đột nhiên cứng đờ tại chỗ, giống như gặp quỷ. Đường chủ, thế nào? Nghe được tiếng la, theo ánh mắt nhìn, hàn đường chủ lại thoáng lảo đảo, thiếu chút nữa thì máu tươi phun ra. Chỉ thấy Lộc quần thú vừa rồi chỉ mất một cái chân, lúc này một cái chân khác cũng mất, xương trụi lùi treo ở phía trên, quỷ dị nói không nên lời. Audio điện tử Võ Tấn bền. Kết chương 850.